Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 71. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên dùng huyền khí truyền âm cho Kiều Thiên Nhi, nếu có gì xảy ra cũng đừng đánh, cứ chạy trước đã, rõ chưa? Nàng ta nhìn lại, không nói gì. Đoạn, Diệp Huyên cất bước đi đến giữa đài, nhìn khắp bốn phía trước khi lên tiếng, chư vị, hôm nay Diệp Huyên ta sẽ đấu giá món bảo vật ngũ duy. Hắn đưa tay phải ra, tháp giới ngục xuất hiện. Không khí bốn phía như động lại. Diệp Huyên mỉm cười, ta nghiêm túc. Bảo vật ngũ duy. Đây là chí bảo đến từ vũ trụ ngũ duy. Xung quanh, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào món bảo vật này. Trong phòng, Viên Tiểu Đao không nhìn bảo vật mà là dán mắt vào Diệp Huyên. Lúc này đây, ả ta rất muốn biết Diệp Huyên sẽ làm gì tiếp theo. Còn những kẻ này, cho dù có là ả thì cũng không dám khinh thường. Đừng thấy đám người này bây giờ đang điềm đạm nhã nhặn, một khi làm phật lòng họ, chúng sẽ lộ ra một bộ mặt rất dữ tợn. Mà bây giờ, tất cả đều chuyển sang nhìn Diệp Huyên, xem thử hắn sẽ làm trò gì tiếp theo. Bởi vì mọi người ở đây không ai ngốc cả. Diệp Huyên căn bản không thể dở trò gì được. Lúc này, Diệp Huyên đứng trên đài cao bỗng cười nói, chư vị có lẽ không quá hiểu rõ về món bảo vật này, ta sẽ giới thiệu một chút vậy. Bảo vật này đến từ ngũ duy, tên là tháp giới ngục, còn công năng của nó thì nói ra có hơi xấu hổ, ta cũng không biết rõ lắm. Nếu biết rõ, ta đã không lấy ra bán mà cứ dứt khoát thống trị vũ trụ tứ duy rồi ha. Xung quanh bỗng vang lên tiếng cười. Tất cả mọi người đều hiểu ý Diệp Huyên. Đây là cùng đường bí lối mà. Diệp Huyên lại nói, còn tháp này có thể vào ngũ duy được hay không thì ta không biết, chỉ ít là ta không biết cách đó. Nếu không ta đã ôm nó chạy đến ngũ duy rồi. Nói đến đây, hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó lại nói, ta sẽ không nhiều lời nữa. Sự kỳ diệu của tháp này cứ để chủ nhân đời kế tiếp tìm hiểu đi. Hôm nay ta đấu giá vật này chỉ là muốn thông báo cho mọi người rằng, Diệp Huyên ta đồng ý từ bỏ nó, kính mong chư vị đừng nấp trong bóng tối nhằm vào ta nữa. Nhiều cường giả ẩn sau bóng tối nhằm vào ta như vậy, ta không đỡ được. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, Diệp Vương khiêm tốn rồi. Ở đây không có bất kỳ ai dám khinh thường Diệp Vương cả. Nhưng nếu Diệp Vương đã thành tâm muốn bán đấu giá thứ này, thì mời Diệp Vương đưa ra một cái giá khởi điểm đi. Diệp Huyên cười nói, vật này không thể dùng tiền tài hay ngoại vật để ước lượng được, tất nhiên là ta thật lòng muốn bán nó đi, bởi thế, ta sẽ chỉ nhận những thứ có trợ giúp lớn nhất đối với ta hiện tại. Nghĩa là ai có nhu cầu thì có thể lên đây giao dịch đơn độc với ta, chỉ cần món đồ của các vị khiến ta hài lòng, chúng ta sẽ thành giao ngay tại chỗ. Trong phòng, khóe miệng Viên Tiểu Đao hơi cong lên, hay lắm tên oắt lanh lợi. Diệp Huyên không niêm yết giá, đây là cái hố lớn nhất. Bởi vì ngươi sẽ không biết mình phải lấy thứ gì ra mới khiến hắn hài lòng được. Hơn nữa hắn còn có thể chọn giao bảo vật ngũ duy này cho ai. Xung quanh lại lần nữa trở nên yên lặng. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, Diệp Vương, nghe bảo ngươi từng thôi thúc tháp này, có thể cho chúng ta xem uy lực của nó được không? Diệp Huyên cười bảo, chuyện này tốn thể lực nhiều lắm. Lúc này, một tinh thạch màu tím đậm to bằng nắm tay bay đến trước mặt Diệp Huyên. Giọng nói kia lại vang lên, đây chính là tử tinh phách, có thể khôi phục thể lực của Diệp Vương trong thời gian ngắn. Trong thời gian ngắn. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, nếu trong thời gian ngắn có thể khôi phục liền thì đúng là có hơi biến thái. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi sau đó cười bảo, nếu các hạ đã muốn nhìn, vậy thì ta sẽ biểu diễn một lần vậy, cũng để cho chư vị biết đây là hàng thật giá thật. Nói xong, hắn lập tức thôi thúc tháp giới ngục, chẳng mấy chốc, tháp giới ngục rung lên, ngay sau đó là một cỗ uy thế vô hình xuất hiện ở trong phòng. Lúc cảm nhận được luồng áp lực này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Bảo vật ngũ duy. Lúc này đây, không ai thấy hoài nghi nữa. Bởi vì với thực lực hiện tại của Diệp Huyên thì chắc chắn hắn không thể tạo thành uy thế mạnh mẽ đến như vậy được. Trong phòng, ánh mắt của Viên Tiểu Đao cũng rơi vào tháp giới ngục. Tuy ả ta từng đoạt được bảo vật ngũ duy này, nhưng ả vẫn giống với mọi người ở đây, không biết gì về nó cả. Lúc này, cỗ uy thế kia đột nhiên biến mất. Mọi người lại quay sang nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, chư vị, tháp này ảo diệu vô cùng, vãn bối thực lực kém cỏi, khó có thể hoàn toàn khống chế được nó. Bây giờ nếu các vị có nhã ý,
thì mới mọi người ra giá. Ra giá. Xung quanh vẫn không có ai động đậy. Bởi vì không ai biết rốt cuộc Diệp Huyên muốn cái gì. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, chính là ông lão tên Nguyên Trấn kia. Nguyên Trấn vung tay phải lên, một kết giới thần bí xuất hiện xung quanh ông ta và Diệp Huyên. Tiếp đó, ông ta lấy một cái hộp đen kịt ra, khi ông ta mở nắp hộp, trong đó là một viên đan dược to bằng nắm tay, nhìn thấy viên đan này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Năng lượng thật là tinh khiết. Viên đan dược này ẩn chứa một luồng năng lượng thuần khiết, không kém cạnh suối sinh mệnh của hắn là bao. Nguyên Trấn nhìn Diệp Huyên, đan địa tiên, nếu ngươi ăn vào, với nền tảng hiện tại của ngươi không chỉ có thể đột phá cơ thể lên địa tiên, mà ngay cả cảnh giới cũng sẽ lập tức thăng thành địa tiên. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, lợi hại đến vậy sao? Nguyên Trấn gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên không nói gì, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu hắn, viên đan này đúng là rất được, đan dược cấp bậc này, e là thế giới này chẳng có được bao nhiêu viên đâu. Là giọng của A Liên. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nhìn sang Nguyên Trấn, trước hết tiền bối cứ giữ nó lại đi, sau này ta sẽ quyết định rồi báo với tiền bối, được không? Nguyên Trấn liếc mắt nhìn Diệp Huyên rồi gật đầu, được. Nói xong, ông ta xoay người biến mất chẳng còn thấy đâu. Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía, còn ai không? Lúc này, Hàn Bất Nhị đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi giao tháp này cho ta, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, thế nào? Diệp Huyên cười bảo, tiền bối cứ nói đùa, thực tế hơn chút đi. Hàn Bất Nhị cười ha ha, vậy xem thử bảo vật của ta này. Nói xong, ông ta vung tay phải lên, một bộ chiến giáp màu đen tuyền xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Bộ giáp này đen tuyền một mảnh, như thể được tạo thành từ loại vảy nào đó, mà lúc này quanh giáp vẫn còn đang lấp lánh ánh sáng đen. Hàn Bất Nhị cười nói, đây là chiến giáp Lăng Thiên, bên trong chứa đựng lực lượng thủ hộ cùng lực lượng chiến thần, nếu ngươi dùng giáp này, ngươi hoàn toàn có thể chống lại viên tiểu đao của thần điện kia trong một khoảng thời gian ngắn. Không chỉ thế, thứ này còn có thể dùng tâm ý chiến thần để nuôi dưỡng cơ thể ngươi, nó có thể giúp cơ thể ngươi được đề cao hơn mấy bậc. Tất nhiên, thứ này so với bảo vật ngũ duy của ngươi thì vẫn có khoảng cách, nhưng đây đã là món đồ tốt nhất của ta rồi. Nếu ngươi giao dịch cùng ta, ta sẽ đáp ứng một chuyện với ngươi, sau này sẽ ra tay giúp đỡ ngươi miễn phí 3 lần, bất cứ lúc nào. Ra tay miễn phí 3 lần. Không thể không nói, lời này của đối phương khiến Diệp Huyên có hơi động lòng. Nhưng hắn vẫn chưa vội đồng ý. Bởi vì phía sau vẫn còn người. Diệp Huyên cười nói, có chút động lòng thật, nhưng ta vẫn muốn xem bảo vật của những người còn lại. Hàn Bất Nhị gật đầu, cười nói, ta hiểu, ta chờ ngươi quyết định. Nói xong, ông ta xoay người biến mất chẳng còn thấy đâu. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh rồi cười bảo, chư vị, còn ai không? Không có động tĩnh nào. Diệp Huyên cười nói, nếu không còn, vậy ta sẽ ra quyết định. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt hắn. Người này chính là ông lão mang cổ kiếm kia, cũng là người khiến A Liên phải nhắc nhở hắn cẩn thận. Ông lão liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó lão xòe tay ra, trong tay lão là một quyển sách cổ. Diệp Huyên hỏi, đây là... Ông lão nói, kiếm kinh, thứ này ghi lại vô số lý giải về kiếm đạo của vô số kiếm tu, cũng có ghi chép vô số quy tắc chung của kiếm kỹ. Nếu ngươi có được vật này rồi nghiên cứu nó, cảnh giới kiếm đạo sẽ được nâng lên một bậc. Ngoài ra, lão phu cũng có thể đồng ý ra tay giúp ngươi miễn phí 3 lần, bất cứ lúc nào, nói được làm được. Bất cứ lúc nào, ai ai cũng biết Diệp Huyên hắn có tử thù với thần điện, mà đối phương lại đưa ra hứa hẹn này, hiển nhiên là không hề sợ thần điện. Diệp Huyên liếc nhìn cuốn kiếm kinh kia, sau đó hỏi, ta vẫn muốn xem thần điện sẽ ra giá gì. Ông lão gật đầu, lão phu cũng muốn xem thử thần điện sẽ ra thứ gì. Nói xong, lão thu lại quyển kiếm kinh rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía viên tiểu đao đang ngồi trên ghế, một khắc sau, viên tiểu đao xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, không biết viên cô nương chuẩn bị cái gì. Viên tiểu đao khẽ mỉm cười, người muốn cái gì? Diệp Huyên cười cợt, phải xem viên cô nương cho được thứ gì đã. Viên tiểu đao liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cười nói, cho ngươi một con đường sống, muốn không?
Diệp Huyên cười nói, sao nào, Viên cô nương đang muốn dùng bạo lực với ta à? Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, người đang đùa với lửa đấy, biết không? Diệp Huyên cười đáp, Viên cô nương, ta không muốn nói nhiều lời với ngươi, một câu thôi, có đổ dao ra không? Nếu không có thì ta sẽ ra quyết định, đến lúc đó ngươi phải đổi mục tiêu rồi. Viên Tiểu Đao khẽ mỉm cười, ta không có thứ gì cho ngươi cả. Diệp Huyên nhìn Viên Tiểu Đao, không nói gì. Viên Tiểu Đao cười bảo, ngươi chọn người khác đi. Diệp Huyên đi tới trước mặt Viên Tiểu Đao, hắn đến sát ả ta rồi cười, Viên cô nương, nói cho ngươi biết một bí mật nhé, nếu ngươi không bắt lấy cơ hội lần này, thần điện các người sẽ không bao giờ có được bảo vật này đâu. Bởi vì một khi thứ này rơi vào cường giả mạnh ngang ngửa ngươi, sức chiến đấu của người đó sẽ... Ngươi hiểu mà. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, hiện tại nó ở trong tay ta. Thần điện các ngươi muốn có được thì chỉ cần trả giá chút ngoại vật là xong, nhưng nếu rơi vào tay người khác, thứ thần điện phải trả không chỉ đơn giản là ngoại vật nữa đâu. Vì vậy, Viên cô nương, người đã nghĩ kỹ chưa? Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên một lát rồi đáp, người đừng nghĩ ta không biết ý đồ của ngươi, ngươi muốn thần điện ta có được bảo vật này, sau đó sẽ bị cường giả khắp nơi đánh hội đồng. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, đúng là ý của ta vậy đó, chẳng qua ngươi sẽ từ chối à? Viên Tiểu Đao cười bảo, ta từ chối. Diệp Huyên híp hai mắt lại. Viên Tiểu Đao nở nụ cười tươi rói, thần điện ta không muốn nữa. Ngươi muốn cho ai thì cứ cho người đó. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn xung quanh, mạo muội hỏi một câu, ở đây ai có mâu thuẫn lớn nhất với thần điện? Lúc này, Nguyên Trấn cười lớn, lão phu. Lão phu đến từ lưỡng giới thiên, thế lực phía sau ta vẫn luôn đối đấu với thần điện, mâu thuẫn rất lớn. Diệp Huyên cười nói, rất lớn. Nguyên Trấn gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta nhìn chúng viên đan dược kia rồi. Nguyên Trấn cười ha ha, ông ta búng tay một cái, viên đan địa tiên kia lập tức bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên không hề do dự, lập tức búng tay. Tháp giới ngục kia liền bay đến trước mặt Nguyên Trấn, cùng lúc đó, hắn cũng nuốt viên địa tiên kia vào bụng. Nguyên Trấn cười ha ha, cáo từ nhé chư vị. Nói xong, ông ta xoay người biến thành một luồng hắc quang biến mất ở nơi xa xăm. Bảo vật ngũ duy đổi chủ rồi. Mọi người đều đưa hai mắt nhìn nhau. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Huyên lại thật sự giao bảo vật ngũ duy cho người khác. Rất quả quyết. Mọi người bắt đầu thấy hơi khâm phục Diệp Huyên. Bảo vật cỡ này mà nói bỏ là bỏ ngay, đây không phải là chuyện người thường có thể làm được đâu. Rất quyết đoán. Quan trọng nhất là Diệp Huyên còn nuốt thẳng viên đan địa tiên kia luôn. Vậy đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi ý nghĩ muốn níu kéo của người khác. Bây giờ sẽ không còn ai nhắm vào Diệp Huyên nữa, bởi vì không đáng, trên người Diệp Huyên tuy còn có bảo vật nhân tộc, nhưng đã không còn đáng để làm địch với mọi người nữa. Dù sao bảo vật nhân tộc và bảo vật ngũ duy vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Chẳng mấy chốc, người trong sân đã bắt đầu tản đi. Cuộc đấu giá này bắt đầu nhanh, mà kết thúc cũng nhanh. Viên Tiểu Đao nhìn thẳng vào Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười cười, Viên cô nương, đừng nghĩ đến chuyện giết ta, ngươi biết đấy, với thực lực cá nhân của ngươi, ngươi không làm được đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, ả ta siết chặt nắm tay lại, ả đang tính thử xem với thực lực hiện tại của bản thân, nếu tung một kích toàn lực thì có thể chém chết Diệp Huyên ngay không. Nhưng kết luận cuối cùng lại là không thể. Hoàn toàn không giết được. Bây giờ tự thân Diệp Huyên đã có thực lực nhất định, lại thêm A Liên ở trong bóng tối, ả ta căn bản không thể giết chết Diệp Huyên chỉ trong một chiêu. Một lát sau, Viên Tiểu Đao xoay người rời đi. Ả ta rất muốn giết Diệp Huyên, nhưng hiện tại ả ta lại quan tâm đến bảo vật kia hơn. Nguyên Trấn sẽ không thể rời đi dễ dàng đến vậy đâu. Chỉ chốc lát, toàn bộ người trong đại điện đã bỏ đi. Trước cửa đại điện, Mộ Tiểu Thương nhìn vào trong, lặng thinh rất lâu chẳng nói gì. Lúc này, một ông lão bên cạnh nàng ta bỗng nói, Tiểu Thư, Diệp Huyên thật sự bằng lòng từ bỏ bảo vật này. Mộ Tiểu Thương nhẹ giọng đáp, hắn từ bỏ rồi. Bảo vật kia rơi vào tay Nguyên Trấn, cho dù hắn có làm thế nào đi nữa cũng không thể lấy về được.
Ông lão trầm giọng hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Mộ tiểu thương cười bảo, còn làm gì được nữa? Chúng ta chỉ có thể đứng ngoài xem kịch thôi. Những đại lão đến từ lưỡng giới thiên này không trêu vào được đâu. Ông lão khẽ gật đầu, Diệp Huyên này cũng không phải người tầm thường. Bảo vật cỡ này mà nói bỏ là bỏ. Mộ tiểu thương khẽ nói, ta cứ luôn cảm thấy chuyện không đơn giản đến vậy. Ông lão khẽ nhíu mày, ý tiểu thư là hắn có thể sẽ dở trò. Mộ tiểu thương nhẹ giọng nói, không biết, nhưng chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, nàng ta lại nhìn vào trong điện, sau đó xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Bắc cảnh. Lúc này những cường giả lúc trước đến Bắc cảnh cũng đã rời đi hết, nơi đây lại lần nữa trở về yên tĩnh. Trong một căn phòng, Diệp Huyên ngồi xếp bằng, lúc này đây, quanh thân hắn có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Sau khi hấp thụ viên đan địa tiên kia, hắn cảm thấy trong cơ thể mình như có một cỗ năng lượng vô cùng tinh khiết đang chuyển động loạn ở trong người hắn. Lúc này đây, hắn có chút tin vào lời của Nguyên Chấn. Viên đan dược kia thật sự có thể khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Loại đan dược này nên tìm nhiều hơn mấy viên nữa. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Chấm chấm chấm. Một nơi nào đó trong tinh không, A Liên đứng lặng thinh, nàng ta đang dõi mắt nhìn về phương xa. Đừng thấy Bắc cảnh yên bình đến thế. Thật ra hiện tại đại thế giới huyền hoàng không hề êm đềm. Hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Bảo vật ngũ duy. Đã có vài người bắt đầu tranh cướp bảo vật ngũ duy, bởi vì lúc này đây, có một người áo đen thần bí đang giao thủ với Nguyên Chấn. Mà khắp bốn phía trong bóng tối, có vô số cường giả đang nhòm ngó. Trong tinh không, A Liên liếc nhìn Bắc cảnh ở phía dưới, nàng ta khẽ thầm thì, tên tiểu tử này thật sự cứ từ bỏ như vậy sao? Đúng lúc này, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa có một cô gái đang đi tới. Chính là Viên Tiểu Đao. Viên Tiểu Đao liếc nhìn phía cách đó không xa rồi cười bảo, hắn đúng là biết tính toán, cứ vậy thì mâu thuẫn của mọi người đều rời khỏi người hắn. Chỉ là, hắn thật sự chấp nhận từ bỏ bảo vật ngũ duy này sao? A Liên cười bảo, không phải ngươi thông minh lắm à? Sao lại hỏi ta? Viên Tiểu Đao trầm mặc một lát rồi nói, ý đồ của hắn rất rõ ràng, thế nhưng chúng ta còn rõ hơn rằng, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ tháp này đâu, mà tháp kia lại không phải đồ giả. A Liên cười nói, vì thế bây giờ các ngươi có chút không hiểu nổi suy nghĩ của hắn rồi đúng không? Viên Tiểu Đao gật đầu, đúng. A Liên nhún vai một cái, ta cũng không rõ. Viên Tiểu Đao nhìn A Liên, nếu hắn thật sự từ bỏ tháp này, thần điện ta cũng có thể không nhằm vào hắn nữa. A Liên cười nói, sao nào, bây giờ không sợ hắn trưởng thành nữa à? Viên Tiểu Đao nhẹ giọng đáp, trước đây nhắm vào hắn nguyên nhân thứ yếu là do bảo vật ngũ duy kia, mà bây giờ, bảo vật ngũ duy không còn trên người hắn nữa, hắn không còn đáng để thần điện ta nhằm vào nữa. A Liên cười cười, rồi quay đầu nhìn về phía xa xăm. Ân oán giữa Diệp Huyên và thần điện, nàng ta không muốn dính dáng vào lắm. Lần này gặp gỡ Diệp Huyên cũng là chuyện bất ngờ thôi. Con đường tương lai của Diệp Huyên, nàng ta không thể can thiệp vào quá nhiều, cũng không thể can thiệp vào, điều nàng ta có thể làm chính là bảo vệ hắn một đoạn trên đường đời này. Viên Tiểu Đao nhìn về phía người áo đen thần bí đang giao thủ với Nguyên Chấn, đoán xem hắn là ai. A Liên lắc đầu, không liên quan gì đến ta. Viên Tiểu Đao cười, không nói chuyện tiếp nữa, à ta lại nhìn về phía kia. Nơi đó đang chiến đấu ngày càng kịch liệt. Cũng không lâu lắm, Nguyên Chấn kia đột nhiên xoay người bỏ chạy, không phải ông ta đánh không lại, mà là chọn cách đi trước, không dám dây bào thêm. Nhưng người áo đen thần bí kia lại không từ bỏ, gã sống chết đuổi sát theo sau, mà trong bóng tối, có rất nhiều người cũng đang quan sát họ. Viên Tiểu Đao cười bảo, đi nào, chúng ta cũng đến xem kịch đi, hẳn là đặc sắc lắm. Nói xong. À ta đã biến mất ở cách đó không xa. A Liên cũng theo sát phía sau. Nàng ta cũng muốn xem chuyện sẽ phát triển thế nào. Chấm chấm chấm. Một nơi khác, có hai cô gái đang đứng lặng yên. Hai người này chính là Liên Thiển và Viêm Già. Viêm Già nhẹ giọng nói, hắn thật sự từ bỏ như vậy sao? Liên Thiển nguýt Viêm Già một cái, nhà đầu ngốc, người khác không hiểu ý đồ của hắn thì thôi.
đến cả ngươi mà cũng chưa rõ à? Viêm già nhìn về phía Liên Thiển, là sao? Liên Thiển cười nói, thế nhân đều cho rằng là người chọn tháp, nhưng kỳ thật không ai biết vốn là tháp chọn người. Hắn giao tháp này ra ngoài, nó cũng sẽ trở về lại thôi. Viêm già trầm giọng nói, chắc chắn sẽ trở về sao? Liên Thiển gật đầu, nó chắc chắn sẽ nghĩ cách trở về, bởi vì nó không còn lựa chọn nào khác. Viêm già nhẹ giọng nói, tầng 8 và tầng 9. Liên Thiển gật đầu, nàng ta nhìn phía cách đó không xa rồi khẽ nói, nếu nó không trở lại, tầng 8 và tầng 9 sẽ giết chết nó. Hai tên kia dù không thể làm hại bản thể của nó được, nhưng vẫn có thể tiêu hủy linh trí của nó. Nó chỉ có thể theo chân Diệp tiểu tử mới có thể khiến tầng 8 và 9 kiêng kỵ, bởi vì sau lưng hắn còn có một cô gái váy trắng. Viêm già trầm giọng nói, nhưng nó chưa chắc có thể trở về được. Liên Thiển cười nói, Diệp tiểu tử này chắc chắn là còn hậu chiêu nữa, chúng ta cứ lẳng lặng chờ đợi thôi. Viêm già gật đầu. Liên Thiển đột nhiên, A Việt tìm được tin tức của đại tỷ chưa? Viêm già lắc đầu, ta liên lạc với nàng rồi, nàng ấy bảo đã có được chút thông tin của đại tỷ, nhưng lại đứt đoạn mất. Nghe thế, Liên Thiển hơi nhíu mày lại. Lại đứt đoạn mất. Một lát sau, Liên Thiển nhẹ giọng nói, bảo nàng tiếp tục tìm kiếm, cho dù như thế nào đi nữa cùng phải tìm được đại tỷ. Viêm già gật đầu, đã rõ. Chấm chấm chấm. Bắc cảnh. Diệp Huyên lúc này vẫn đang điên cuồng hấp thu năng lượng tinh khiết trong cơ thể, mà hơi thở của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt lên. Chuyện đáng nói chính là bấy giờ hắn đã đạt đến chí cảnh, không chỉ cảnh giới đạt đến chí cảnh, mà thân thể cũng đang dần lột xác. Đan địa tiên. Lúc này đây, Diệp Huyên mới phát hiện đan địa tiên này còn kinh khủng hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Loại đan dược này quả nhiên đáng giá liên thành. Đáng tiếc là lại không có được chiến giáp lăng thiên và kiếm kinh, nếu không thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Nhưng cũng hết cách rồi, so với chúng, viên đan địa tiên này có tác dụng lớn hơn. Bởi vì khiếm khuyết lớn nhất của hắn hiện tại là cảnh giới. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, hơi thở của hắn ngày càng tăng vọt, căn bản là không hề dừng lại. Ngoài ra, thân thể hắn bấy giờ cũng đã lột xác, còn đến mức nào thì hắn cũng không biết. Chỉ biết rằng hiện tại toàn thân hắn ngứa ngáy, như có kiến bò quanh vậy. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể hắn, không gian bốn phía bỗng khuấy động, trông khá đáng sợ. Đăng phong. Hắn đã từ chí cảnh lên đến đăng phong. Thật ra giữa chí cảnh và đăng phong còn có bán bộ đăng phong, nhưng hắn đã nhảy thẳng qua cảnh giới này. Bán bộ đăng phong. Nói cho đúng thì chính là khi người tu luyện chạm được đến cánh cửa bước sang đăng phong, còn đơn giản hơn thì chính là tu vi và tâm cảnh của bản thân vẫn chưa đủ, vì thế chỉ được tính là bán bộ đăng phong, chứ không được xem là đăng phong cảnh chân chính. Thế nhưng Diệp Huyên lại không gặp vấn đề này, bởi vì hắn đã từng giao thủ với rất nhiều cao thủ đăng phong cảnh và trên cả đăng phong cảnh rồi. Về phương diện tâm cảnh, hắn hoàn toàn không gặp trở ngại gì. Có điều sau khi đạt đến đăng phong cảnh, Diệp Huyên lại bắt đầu tự đè ép cảnh giới của bản thân lại. Bởi vì với tình huống hiện tại của hắn, nếu cứ thăng thẳng đến vị chi, thậm chí là địa tiên, thì chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề lớn. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Hắn buộc phải củng cố cho vững đăng phong cảnh rồi mới bứt phá lên vị chi và địa tiên được. Nhất định phải đi chậm lại một chút. Mà dưới tình huống hắn điên cuồng tự đè nén cảnh giới của bản thân lại, cơ thể hắn lại bỗng rung lên, không chỉ thế, lúc này huyết mạch trong cơ thể hắn lại bắt đầu dục dịch dao động. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, vội vã dốc sức chấn áp nó. Nhưng hắn bỗng kinh hãi phát hiện ra rằng, hắn có hơi không đè ép được luồng năng lượng này. Nhất là sau khi huyết mạch chi lực cũng bắt đầu trộn rộn lên, hắn càng không thể đè ép được. Diệp Huyên hơi biến sắc. Ảm đạm không thôi, hai tay hắn bỗng dưng chập lại, lần nữa thử trấn áp luồng năng lượng mạnh mẽ ở trong cơ thể. Nhưng lại không có tác dụng, luồng hơi thở quanh thân hắn ngày càng lớn mạnh, cứ thế rằng co khoảng nửa canh giờ. Ầm ầm, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên chấn động từ cơ thể Diệp Huyên ra, trong nháy mắt, không gian bốn phía khuấy động lên, vô cùng đáng sợ. Vị chi cảnh, sắc mặt Diệp Huyên hơi khó coi, hắn không ngờ mình lại không khống chế được. Hắn trực tiếp từ đăng phong đạt đến vị chi.
khoảng cách này thật sự quá lớn. Hơn nữa nguồn năng lượng trong cơ thể hắn vẫn chưa biến mất. Diệp Huyên thầm thấy hoảng hốt, không dám tiếp tục đột phá nữa, lại bắt đầu không ngừng đè nén. Dần dần, hơi thở trong cơ thể hắn ổn định lại. Nhận ra điều này, Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu trực tiếp đạt đến tạo cực cảnh, chắc chắn căn cơ của hắn sẽ không được vững. Vì khoảng cách vô cùng lớn. Dù là bây giờ cũng có hơi lớn. Bây giờ hắn nhất định phải củng cố cảnh giới của mình. Diệp Huyên ngồi xếp bằng, bắt đầu khiến năng lượng nóng bỏng và huyết mạch của mình bình ổn lại. Hắn cũng thấy hơi đau đầu vì huyết mạch chi lực này, vì thi thoảng nó sẽ xuất hiện làm loạn, mà hắn còn không thể làm gì nó. Nếu đây là máu của người khác thì hắn đã vứt bỏ từ lâu rồi. Cứ tìm phiền phức cho mình vào thời khắc mấu chốt. Khi nãy nếu không vì huyết mạch chi lực này đột nhiên xuất hiện thì hắn đã có thể áp chế được rồi. Không nghĩ nữa. Diệp Huyên đứng dậy, hắn nhìn cơ thể của mình, giữa làn da của hắn lại có ánh sáng lóe lên, giống như mạ một tầng ánh sáng lên da vậy. Thân thể địa tiên. Diệp Huyên lắc đầu, không đúng, bây giờ thân thể của hắn vẫn là tạo cực đỉnh cao, còn cách địa tiên một khoảng, vì khi nãy lúc áp chế cảnh giới, hắn đã áp chế luôn cả thân thể rồi. Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Dù là cảnh giới hay thân thể, áp chế được cái nào thì hay cái đấy. Diệp Huyên hít sâu một hơi, chậm rãi siết chặt tay phải, trong nháy mắt, một lực lượng mạnh mẽ tập trung vào người hắn. Lực lượng vô cùng vô tận. Lúc này, hắn cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận. Bây giờ, nếu cộng thêm các lá bài tẩy, có lẽ có thể đấu một trận với viên tiểu đao kia. Diệp Huyên rời khỏi đại điện, ngoài điện. Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu đã đợi từ lâu. Diệp Huyên nhìn về phía hai cô gái, sao rồi? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, bọn họ đang tranh đoạt món bảo vật ngũ duy kia. Diệp Huyên cười nói, trong dự liệu. Những cao thủ siêu cấp thật sự không có cách nào từ chối sức hấp dẫn của món bảo vật kia. Mà bây giờ, hắn cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm. Vì sau khi đưa cái tháp kia ra, dường như kẻ thù đều biến mất hết. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên vội vàng dẫn hai cô gái đi tìm Tiểu Linh Nhi, lúc này, Tiểu Linh Nhi đang luyện đan trong tòa trạch viện riêng của mình, bây giờ cô bé luyện đan tốt hơn trước kia rất nhiều. Lúc trước, cô bé luôn ném hết tất cả nguyên liệu vào, nhưng bây giờ, cô bé đã biết chọn nguyên liệu rồi. Hơn nữa còn biết chọn theo thứ tự. Dù không chế được bao nhiêu viên đan dược tốt, nhưng kỹ thuật luyện đan vẫn có tiến bộ. Thấy ba người Diệp Huyên đến. Tiểu Linh Nhi vội dừng lại, cô bé bay đến trước mặt ba người, nhếch miệng cười. Nhìn Tiểu Linh Nhi, Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu nhìn nhau cười, cô nhóc này rất được hoan nghênh ở Bắc Cảnh. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, cười nói, có thể cho ta xem quyển đan kinh gì đó kia thử không? Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó vội vàng lấy ra. Diệp Huyên cầm lấy đan kinh lật xem thử, một lát sau, hắn tỏ vẻ mừng như điên, tìm thấy rồi. Hai cô gái nhìn sang, trong hai trang cuối của đan kinh có viết phương pháp luyện chế một loại đan dược, đan địa tiên. Thật sự có đan địa tiên. Diệp Huyên mừng như điên, hắn không ngờ đan kinh này lại có cách luyện chế đan địa tiên. Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi, luyện cái này đi. Tiểu Linh Nhi đọc sơ qua phương pháp luyện chế đan địa tiên, sau đó nói, nguyên liệu. Cần rất nhiều nguyên liệu. Diệp Huyên cười nói, ngươi không cần lo lắng về mặt nguyên liệu. Nói xong, hắn nhìn hai cô gái Thượng quan Tiên Nhi, cho dù cô bé cần nguyên liệu gì, các cô cũng phải lấy được cho cô bé, đan dược này cực kỳ quan trọng với chúng ta đấy, hiểu không? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, chúng ta sẽ phối hợp với cô bé. Nói xong, nàng ấy nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, cười nói, Tiểu Linh Nhi, nếu cần gì thì cứ nói với tỷ, biết chưa? Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, rất quan trọng sao? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, vô cùng quan trọng. Tiểu Linh Nhi nói, ta nhất định sẽ luyện thật tốt. Diệp Huyên cười, cố lên, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Linh Nhi cầm lấy đan kinh, sau đó bắt đầu nghiên cứu, cô bé vô cùng nghiêm túc. Diệp Huyên thở nhẹ một hơi, nếu Tiểu Linh Nhi thật sự luyện chế thành công, vậy Bắc Cảnh thật sự có thể quật khởi rồi. Đan địa tiên. Thứ này có thể giúp vô số cao thủ Bắc Cảnh đạt tới tạo cực, thậm chí là địa tiên cảnh.
Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi ở cách đó không xa, bây giờ, hy vọng quật khởi của Bắc Cảnh đều nằm trên người cô bé này. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên xoay người nhìn hai cô gái, nhớ kỹ, đừng cho ai biết chuyện này cả. Nếu chuyện luyện chế đan địa tiên này truyền ra ngoài, e rằng Bắc Cảnh sẽ không được yên ổn. Hai cô gái gật đầu, rõ ràng bọn họ cũng biết tính nghiêm túc của vấn đề. Đan địa tiên này cũng không có mấy viên ở lưỡng giới thiên, nếu tin tức Bắc Cảnh có thể luyện chế truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có vô số người có ý đồ với đan địa tiên này. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta đi xem thử tình huống bên trên. Nói xong, hắn lập tức biến mất. Khương Cửu nhẹ giọng nói, có lẽ hắn lại đột phá rồi. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ta càng ngày càng không nhìn thấu hắn. Khương Cửu cười nói, là con người hắn, hay thực lực của hắn? Thượng quan Tiên Nhi đáp, thực lực, còn có bệ hạ, tiểu thất. Nghe vậy, sắc mặt Khương Cửu trở nên nặng nề. Bây giờ tiểu thất vẫn còn đang bế quan. Mà hôm qua, phòng của tiểu thất đột nhiên xuất hiện một hơi thở vô cùng mạnh mẽ, có điều nó cũng biến mất rất nhanh. Dù là thế, nhưng vô số người trong thành vẫn cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ kia. Tiểu thất, kiếm tu yêu nghiệt nhất trước đây. Thực lực của nàng ta chắc chắn không thua gì Diệp Huyên. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên cười nói, là chuyện tốt. Khương Cửu gật đầu, có hai yêu nghiệt siêu cấp đương nhiên là một chuyện tốt với Bắc Cảnh. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Tiểu Linh Nhi đang luyện đan ở cách đó không xa, cười nói, hy vọng cô bé có thể nhanh chóng luyện chế ra đan địa tiên, như vậy Bắc Cảnh ta sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ hàng đầu. Khương Cửu gật đầu, cái Bắc Cảnh thiếu nhất bây giờ chính là cao thủ siêu cấp. Cũng như Kiều Thiên Nhi và cô gái áo tím, càng nhiều mới càng tốt. Trong tinh không ở chân trời xa xôi, Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển, thật ra lúc này hắn rất muốn đánh một trận với người ta. Chiến đấu. Bây giờ hắn muốn xem rốt cuộc mình đã đến trình độ nào rồi. Đương nhiên bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn, chính là đi xem mọi người tranh giành cái tháp giới ngục kia, bây giờ, hắn cũng là một người đứng xem. Tháp giới ngục sẽ rơi vào tay ai đây? Diệp Huyên cười ha ha, tăng tốc. Một lát sau, Diệp Huyên đi tới một vùng tinh không, lúc này, sâu trong tinh không đang chiến đấu kịch liệt. Diệp Huyên nhìn thấy một vài người, Viên Tiểu Đao, A Liên đều ở đây. Viên Tiểu Đao xoay người nhìn thoáng qua Diệp Huyên, một khắc sau, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt ả ta và A Liên. Diệp Huyên cười nói, Viên cô nương vẫn khỏe chứ? Viên Tiểu Đao lạnh nhạt đáp, không muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong, ả ta quay đầu nhìn về phía tinh không. Diệp Huyên cười một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh A Liên, A Liên quan sát hắn, cười nói, chẳng trách nàng ta không muốn nói chuyện với ngươi, vị chi cảnh, thân thể tạo cực, rất tốt, rất tốt. Diệp Huyên cười khẽ, vẫn thua kém tiền bối nhiều lắm. A Liên lắc đầu, đã rất giỏi rồi, nhưng cũng đừng khinh địch, ví dụ như vị Viên cô nương này, người bây giờ e rằng vẫn khó đấu lại nàng ta. Diệp Huyên nhìn Viên Tiểu Đao, cười nói, ta sẽ không khinh thường Viên cô nương. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, bây giờ thoải mái rồi chứ? Diệp Huyên cười nói, Viên cô nương muốn nói gì? Viên Tiểu Đao lạnh nhạt nói, từ bỏ một món bảo vật ngũ duy, chắc hẳn nhẹ nhõm hơn nhiều nhỉ? Diệp Huyên gật đầu, đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, ngươi là một người thông minh. Nói xong, ả ta lại nhìn vào trong tinh không, ở nơi đó, Nguyên Trấn đã hoàn toàn bị bao vây. Diệp Huyên cũng nhìn về phía cách đó không xa, lúc này, biến cố xuất hiện, một người mặc áo choàng đen đột nhiên gia nhập chiến trường, người đó và người mặc áo đen thần bí bắt đầu không ngừng tấn công Nguyên Trấn. Khi người mặc áo choàng đen này xuất hiện, Nguyên Trấn lập tức bị áp chế. Hai cao thủ như thế liên thủ là chuyện đáng sợ đến mức nào chứ? Viên Tiểu Đao đứng bên cạnh Diệp Huyên cười nói, kịch hay bắt đầu rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Viên Tiểu Đao, Viên cô nương không ra tay à? Viên Tiểu Đao hờ hững nói, ra tay làm gì? Tự tìm đường chết à? Đương nhiên ả ta hiểu, bây giờ ai giữ tháp giới ngục thì người đó sẽ bị bao vây. Dù là ả ta lấy được tháp giới ngục cũng sẽ bị ép vào bước đường cùng trong nháy mắt. Đặc biệt là bên cạnh còn có Diệp Huyên và cô gái áo tím. Một khi ả ta bị người ta khống chế, chắc chắn Diệp Huyên này sẽ không chút do dự ở sau lưng đâm cho ả ta một dao.
Ầm. Lúc này, một tiếng nổ đột nhiên vang lên ở cách đó không xa, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy nguyên trấn kia đã bị đánh bay mấy nghìn trượng. Hoàn toàn bị áp đảo. Phía xa, sắc mặt nguyên trấn vô cùng khó coi, ông ta nhìn chằm chằm hai người trước mặt, thế nào, không dám để lộ bộ mặt thật à? Người mặc áo choàng đen khàn giọng nói, muốn kéo dài thời gian ư? E rằng ngươi nghĩ nhiều rồi. Nói thật cho ngươi biết, người của các ngươi không tới được đây đâu. Dứt lời, gã ta và người đàn ông phía sau cũng lập tức biến mất. Vụt vụt, hai tiếng xe rách vang lên. Trong mắt Nguyên Trấn lộ vẻ dữ tợn, một hơi thở nặng nề đột nhiên dâng lên từ trong người ông ta, trong nháy mắt, không gian xung quanh bắt đầu sôi trào. Thấy cảnh này, nét mặt của Diệp Huyên ở cách đó không xa trở nên nặng nề. Không thể không nói, Nguyên Trấn này thật sự rất mạnh. Cao thủ cấp bậc thế này, bây giờ hắn có thể đấu tay đôi, nhưng phải sử dụng ngoại vật, hơn nữa còn rất ít có cơ hội thắng. Lúc này, Nguyên Trấn ở cách đó không xa đột nhiên bay ra ngoài, trong không trung, miệng ông ta liên tục phun ra ngoài. Người mặc áo choàng đen và người thần bí bên cạnh gã ta lập tức xông lên. Thấy cảnh này, sắc mặt Nguyên Trấn kia thay đổi, một khắc sau, hắn đột nhiên ném tháp giới ngục ra, cuối cùng tháp giới ngục bay đến trước mặt Diệp Huyên. Mọi người xung quanh sửng sốt. Diệp Huyên cũng sửng sốt. Lại trở về trong tay mình. Diệp Huyên tỏ vẻ ngạc nhiên. Mọi người xung quanh cũng sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên giơ tay đón lấy tháp giới ngục. Hắn vừa đón lấy tháp, vô số hơi thở mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy hắn. Hai hơi thở mạnh nhất trong đó chính là người mặc áo choàng đen và người thần bí ở cách đó không xa. Hai người trực tiếp bỏ qua Nguyên Trấn. Nhưng bọn họ không dám tùy tiện ra tay. Vì A Liên đứng trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía Nguyên Trấn ở cách đó không xa, tiền bối có ý gì vậy? Ta không hiểu lắm. Nguyên Trấn ở phía xa nhìn Diệp Huyên, tạm thời để ở chỗ ngươi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tiền bối đang nói đùa à? Ta đã bán thứ này cho ông rồi. Diệp Huyên ta là một chính nhân quân tử, vật đã bán ra chắc chắn sẽ không lấy lại. Đương nhiên, nếu tiền bối đưa cho ta thì mọi chuyện sẽ khác nữa. Nguyên Trấn trầm giọng nói, Diệp Huyên, thứ này tạm thời. Diệp Huyên phất tay, tiền bối, ông đừng tưởng ta là đồ ngốc. Tạm thời để ở chỗ ta, ông là muốn ta ngăn cản tai họa giúp mình chứ gì. Ta chỉ hỏi ông một câu, rốt cuộc ông có muốn thứ này hay không? Nếu ông muốn, bây giờ ta sẽ đưa cho ông. Nguyên Trấn nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên tiểu hữu, coi như giúp lão phu một chuyện không được à. Diệp Huyên cười, giúp đỡ. Nguyên Trấn tiền bối, giúp đỡ cũng không phải là giúp thế này. Hơn nữa ông ném thứ này đến trước mặt ta thật ra là muốn lợi dụng ta chứ gì, tiền bối, ta cũng không muốn đối đầu với người khác. Một câu cuối cùng, ông có muốn hay là không? Nếu không muốn, bây giờ ta sẽ đưa nó cho người khác. Sắc mặt Nguyên Trấn hơi khó coi, ông ta hơi do dự, bây giờ nếu ông ta lấy nó, kết quả sẽ là bị hai người bao vây tấn công, mà bây giờ ông ta đã bị thương rồi, hoàn toàn không có cơ hội thắng được hai người, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên xoay người nhìn sang bên phải, tiền bối, nếu ông muốn, có thể đổi với ta quyển kiếm kinh kia. Ở nơi đó có một ông lão tay cầm cổ kiếm. Ông lão này chính là ông lão vô cùng nguy hiểm mà A Liên nói với hắn lúc trước. Ông lão nhìn Diệp Huyên, một khắc sau, ông ta vung tay phải lên, một quyển kinh cổ bay đến trước mặt hắn. Diệp Huyên không chút khách sáo nhận lấy quyển kinh cổ kia, sau đó búng ngón tay, tháp giới ngục bay thẳng đến trước mặt ông lão. Ông lão lập tức nhận lấy tháp giới ngục, xoay người rời đi. Lúc này, rất nhiều người xung quanh đều nhìn về phía ông lão. Ông lão hoàn toàn không quan tâm đến ánh nhìn của bọn họ, hơn nữa ông ta cũng không bay mà chỉ di chuyển từ từ. Có hơi kiêu ngạo. Lúc này, người thần bí và người mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão. Ông lão không hề phí lời, rút kiếm ra chém một cái. Xoẹt. Tiếng xé rách vang lên. Ầm. Người mặc áo choàng đen đi đầu lập tức bay xa mấy nghìn trượng, chẳng những thế, gã ta vừa mới dừng lại. Thân thể đã bị chém thành nghìn mảnh. Hồn phi phách tán. Tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Huyên cũng thấy hoảng sợ, giết chết chỉ với một kiếm ư. Lúc này,
sắc mặt hai cô gái Viên Tiểu Đao và A Liên cũng trở nên nặng nề. Một kiếm. Xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Ông lão không để tâm đến mọi người, tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, xung quanh đã không còn ai ra tay nữa. Diệp Huyên nhìn Viên Tiểu Đao, Viên cô nương, cô không đi cướp à? Nếu bỏ qua cơ hội này, sau này muốn có được sẽ là khó hơn lên trời đấy. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi im miệng cho ta. Diệp Huyên cười, Viên cô nương, đừng nói là ngươi đánh không lại người ta đấy. Nếu không đánh lại thì ngươi cứ nói thẳng, ta sẽ không cười ngươi đâu. Thật đấy, ngươi. Viên Tiểu Đao đột nhiên muốn ra tay, Diệp Huyên xoay người bỏ chạy. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía cách đó không xa, bóng lưng ông lão càng ngày càng xa, nhưng ông ta đi rất chậm, giống như đang đợi người ta ra tay vậy. Mà xung quanh không có một ai ra tay cả. Thực lực của ông lão quá đáng sợ. Lúc này, ông lão cách đó không xa đã hoàn toàn biến mất. Viên Tiểu Đao im lặng một lát rồi cũng biến mất, chẳng mấy chốc, những cao thủ xung quanh cũng thế. Diệp Huyên đi tới bên cạnh A Liên nhẹ giọng hỏi, thật sự từ bỏ à? Diệp Huyên cười, chẳng lẽ còn có thể giả ư? A Liên nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên im lặng. A Liên cười nói, không nói được à? Diệp Huyên đáp, với tiền bối thì không gì không thể nói cả. Thật ra là cái tháp kia trở nên nguy hiểm rồi. A Liên hơi nhíu mày, có ý gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, bên trong có một người nguy hiểm sắp ra ngoài. A Liên hỏi, nguy hiểm đến mức nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, rất nguy hiểm. Tầng 8. Có lẽ tầng 8 này đã thức tỉnh từ lâu rồi. Mà trước đó không lâu, Liên Thiển nói với hắn, có lẽ tầng 8 này sắp ra ngoài rồi. Đương nhiên sở dĩ hắn bán đấu giá tháp này cũng không hoàn toàn là vì nguyên nhân này, nguyên nhân chủ yếu nhất là bây giờ hắn vẫn không thể chống lại nhiều cao thủ như thế. Tạm thời đưa ra có thể tự vệ, có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn cho mình. Mà không giao ra, hắn và toàn bộ Bắc Cảnh đều sẽ bị nhằm vào. Quan trọng nhất là bây giờ giữ cái tháp này ở bên cạnh cũng không có tác dụng quá lớn, đương nhiên hắn cũng sẽ không thật sự từ bỏ nó. Người đời đều không biết không phải người chọn tháp, mà là tháp chọn người. A Liên nhìn Diệp Huyên, gật đầu, cho dù thế nào, người cũng phải tự cẩn thận. Diệp Huyên hỏi, tiền bối muốn rời đi sao? A Liên lắc đầu cười, đợi lát nữa. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, cảm ơn. A Liên cười một tiếng, không nói gì. Diệp Huyên không nói gì nữa, xoay người rời đi. Bây giờ hắn phải tập trung nghiên cứu quyển kiếm kinh này. Còn về tháp giới ngục, bây giờ hắn đã không muốn quan tâm nữa. A Liên ở tại chỗ nhìn Diệp Huyên, không nói gì mà xoay người rời đi. Trong tinh không xa xôi, ông lão cầm cổ kiếm chậm rãi bước đi, tay phải ông ta giữ chặt tháp giới ngục. Đi không biết bao lâu, ông lão đột nhiên dừng lại. Ông ta nhìn tháp giới ngục trong tay, nhìn từ bề ngoài, tháp giới ngục này cũng không có điểm gì xuất chúng, giống như một cái tháp bình thường hơn. Nhưng lúc này, ông ta cảm nhận được sự nguy hiểm. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của ông ta vào lúc này. Ông lão hơi nhíu mày, lúc này, ông ta nhìn sang bên phải, nơi đó có một cô gái xuất hiện. Người đó chính là Viên Tiểu Đao. Ông lão nhìn Viên Tiểu Đao, sao, người cũng muốn cướp à? Viên Tiểu Đao cười, kiếm tôn, kiếm đạo của ông là tạo cực đỉnh cao, còn để ý đến thứ này làm gì? Vẻ mặt ông lão không chút cảm xúc, đao đạo của các hạ cũng là tạo cực đỉnh cao, cần gì để ý đến thứ này? Viên Tiểu Đao cười nói, chẳng lẽ các hạ thật sự cảm thấy Diệp Huyên kia sẽ cam tâm tình nguyện giao thứ này ra à? Ông lão hờ hững nói, bây giờ thứ này nằm trong tay ta. Viên Tiểu Đao nhìn ông lão, một lát sau, ả ta cười nói, đi thong thả. Ông lão rời mắt, tiếp tục đi về phía xa. Sau khi ông ta đi, một người đàn ông mặc áo choàng trắng xuất hiện sau lưng Viên Tiểu Đao. Người đàn ông đầu đội nón rộng vành, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Người đàn ông áo choàng trắng nói, chúng ta có tới hai người, hoàn toàn có thể khống chế ông ta. Viên Tiểu Đao lắc đầu, không cần thiết. Người đàn ông áo bào trắng nhíu mày, vì sao? Viên Tiểu Đao khẽ nói, vì có vấn đề. Người đàn ông áo bào trắng trầm giọng, cô còn đang lo lắng về Diệp Huyên kia à? Viên Tiểu Đao gật đầu,
người này không phải kẻ tốt lành gì, hắn chủ động giao thứ này ra, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Nếu bây giờ chúng ta có được cái tháp thì sẽ có vô số kẻ thù. Người đàn ông hỏi, nhưng cứ thế từ bỏ sao? Viên tiểu đao quay đầu nhìn ông ta, nói nhảm nhiều thế làm gì? Nói xong, ả ta xoay người biến mất. Người đàn ông im lặng một lúc rồi cũng biến mất theo. Bắc cảnh. Lúc này Diệp Huyên nghiên cứu quyển kiếm kinh kia. Không thể không nói, quyển kiếm kinh này khiến hắn rất khiếp sợ. Thứ khiến hắn khiếp sợ nhất trong kiếm kinh này là nó có sự hiểu biết của vô số kiếm tu với kiếm đạo. Cực kỳ tỉ mỉ. Diệp Huyên càng xem càng si mê. Muốn nhắm mắt làm liều chắc chắn là không được, thứ hắn cần nhất bây giờ chính là học tập kiếm đạo của người khác, chỉ có thế, hắn mới có thể phát triển hơn. Nếu thành tựu kiếm đạo lại nâng cao, hắn sẽ có thêm tự tin đối phó với viên tiểu đao. Bên trên chân cảnh chính là Minh. Mà Minh này là chỉ Minh Tâm, Minh Vật, tất cả mọi thứ liên quan đến Minh. Thật ra đó chính là sự thông suốt của kiếm tu, có điều cái thông suốt của kiếm đạo không chỉ có lòng mình, mà còn là thông suốt với kiếm đạo của mình. Thông suốt mọi thứ mình học được, thông suốt hiểu biết của mình với kiếm đạo. Đây chính là Minh. Mà điều hắn muốn bây giờ chính là làm được Minh, kiếm kinh này vừa khéo có thể giúp hắn, vì từ trong những kinh nghiệm kiếm đạo này, hắn có thể nghiệm chứng kiếm đạo của mình bây giờ. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên cũng không ra khỏi phòng của mình. Sâu trong tinh không xa xôi, ông lão cầm cổ kiếm vẫn còn đang đi về phía xa. Ông ta vẫn đi rất chậm, vì trong bóng tối vẫn có người đi theo. Đi không biết bao lâu, ông lão cổ kiếm dừng lại. Ông ta nhìn tháp giới ngục trong tay, đến bây giờ tháp giới ngục vẫn không có dị động gì, nhưng như thế ông ta càng lo lắng hơn. Nguy hiểm. Cầm tháp này, ông ta ngày càng cảm thấy nguy hiểm. Sao lại nguy hiểm? Ông lão cổ kiếm hơi nhíu mày, sau một hồi yên tĩnh, ông ta đột nhiên thả kiếm ý ra, kiếm ý kia lập tức bao phủ lấy tháp giới ngục khẽ rung lên. Sau đó, kiếm ý xung quanh tháp giới ngục lập tức biến mất. Thấy cảnh này, ông lão càng nhíu chặt mày hơn, ông ta nhìn chằm chằm tháp giới ngục một lúc lâu, cuối cùng, ông ta trầm giọng nói, người có linh trí, lão phu không mong gì khác, chỉ mong kiếm đạo tiến thêm một bậc, chỉ cần ngươi có thể giúp kiếm đạo của lão phu tiến thêm một bậc, lão phu sẵn lòng để ngươi tự do. Tháp giới ngục không trả lời. Ông lão đang muốn nói tiếp, lúc này, không gian trước mặt ông ta đột nhiên rung lên, một lát sau, một cô gái xuất hiện. Viên tiểu đao. Ông lão nhìn viên tiểu đao, thế nào? Viên tiểu đao cười nói, kiếm tôn, cho ông một lời khuyên, ông vẫn luôn độc lai độc vãng, e rằng ông không thể giữ được bảo vật này đâu. Ông lão hờ hững nói, việc này cũng không phiền các hạ quan tâm. Viên tiểu đao cười ha ha, sau đó nói, kiếm tôn, hình như ông quên mất một chuyện. Đó là Diệp Huyên kia có thể khống chế tháp giới ngục này, sao ông không đi hỏi hắn cách khống chế nó? Nghe vậy, kiếm tôn hơi nhíu mày. Ông ta suýt quên mất chuyện này. Kiếm tôn xoay người rời đi. Viên tiểu đao ở phía sau cười khẽ, nụ cười khá là sán lạn. Lúc này, ả ta như nhớ đến điều gì, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, không xong rồi. Nói xong, ả ta lập tức biến mất. Bắc cảnh. Kiếm tôn vừa mới đến bắc cảnh. A Liên đã xuất hiện trước mặt ông ta. Nhìn A Liên, trong mắt kiếm tôn lộ vẻ nặng nề. A Liên hỏi, có chuyện gì à? Kiếm tôn gật đầu, muốn thỉnh giáo xem nên khống chế tháp này thế nào. A Liên vừa định lên tiếng, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. A Liên nhìn Diệp Huyên, sao rồi? Diệp Huyên cười, ta đến nói chuyện với vị tiền bối này một chút. Hắn nhìn kiếm tôn, tiền bối muốn khống chế tháp này à? Kiếm tôn gật đầu. Diệp Huyên cười khẽ tiền bối, chúng ta tìm một chỗ khác nói chuyện nhé. Kiếm tôn gật đầu, được. Hai người đi tới một tiểu viện, Diệp Huyên ra hiệu mời, mời tiền bối. Kiếm tôn ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười, tiền bối, ta cũng không vòng vo với ông. Tháp này, ta không có cách khống chế nói. Kiếm tôn nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói. Vì ta cũng không có cách nào thật sự khống chế tháp này, nếu có thể, ta đã sớm dẫn theo nó đến ngũ duy rồi. Nhưng, nói đến đây,
Hắn nhìn về phía Kiếm Tôn, ta có thể dẫn tiền bối vào tháp này. Kiếm Tôn hỏi lại, tiến vào tháp này. Diệp Huyên gật đầu, ta có thể dẫn tiền bối vào xem thử, còn việc khống chế nó, chắc tiền bối cũng biết, tháp này có linh, có thể được nó cho phép hay không còn phải xem bản thân mình nữa. Kiếm Tôn gật đầu, dẫn ta vào xem thử. Diệp Huyên đưa tay ra, Kiếm Tôn cũng không tránh né, lấy tháp giới ngục ra đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm lấy tháp giới ngục, một khắc sau, hắn lập tức đưa Kiếm Tôn vào trong tháp. Lúc này, bên trong tháp giới ngục trống không. Vì Tiểu Linh Nhi và Liên Thiển đã được hắn đưa ra ngoài cả rồi. Vào khoảnh khắc nhìn thấy diện mạo chân chính của tháp giới ngục, Kiếm Tôn hoàn toàn sững sờ. Rung động. Dù là cao thủ như ông ta, lúc nhìn thấy diện mạo chân chính của tháp giới ngục cũng cảm thấy rung động. Bảo vật ngũ duy. Diệp Huyên ở bên cạnh Kiếm Tôn cười nói, tiền bối, tháp này có tổng cộng 9 tầng, bây giờ không thể đến tầng 8 và tầng 9, những tầng còn lại thì đều đi được, nhưng bên trong không có gì cả. Kiếm Tôn nhìn về phía Diệp Huyên, tầng 8 và tầng 9 có người à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Kiếm Tôn hỏi, ai vậy? Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không biết. Khi nãy, hắn đã nói cho Kiếm Tôn nghe về lai lịch của tháp giới ngục. Cũng không giấu giếm gì, nhưng cũng không nói hết. Một lát sau, Kiếm Tôn ngẩng đầu nhìn lên, ta cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, chắc là cảm giác tầng 8 và tầng 9 đem lại. Diệp Huyên cười nói, đúng thế, trong này cũng vô cùng nguy hiểm. Kiếm Tôn nhìn Diệp Huyên, ông ta đang muốn lên tiếng thì lúc này, ông ta đột nhiên biến mất, một khắc sau, ông ta đã xuất hiện trên đỉnh tháp. Khi nhìn thấy hai thanh kiếm trên đỉnh tháp, ông ta chợt trợn mắt, phàm kiếm. Phàm kiếm. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ Kiếm Tôn vừa nhìn đã biết kiếm này là phàm kiếm. Phàm kiếm. Cảnh giới kiếm đạo cao nhất được biết trước mắt. Kiếm Tôn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, chủ của hai thanh kiếm này ở đâu? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Kiếm Tôn khẽ nhíu mày, sao ngươi lại không biết? Diệp Huyên đáp, tạm thời không biết, nhưng bọn họ sẽ xuất hiện thôi. Kiếm Tôn hỏi, vì sao? Diệp Huyên cười nói, vì cao thủ thần bí sau lưng ta chính là chủ nhân của thanh kiếm này. Nghe vậy, Kiếm Tôn hơi trợn mắt, kiếm đạo của ngươi là do bọn họ dạy à? Diệp Huyên gật đầu. Kiếm Tôn nhẹ giọng nói, chẳng trách, ngươi còn nhỏ tuổi lại có thành tựu kiếm đạo như vậy, thì ra là sau lưng có cao nhân. Cô gái váy trắng. Diệp Huyên im lặng. Dù là cô gái váy trắng hay thanh nhi, hắn đều thấy hơi nhớ rồi. Cô gái váy trắng còn đỡ, vẫn có cơ hội gặp mặt, còn Thanh Nhi. Lúc này, Kiếm Tôn chợt lên tiếng, không ngờ người sau lưng ngươi lại là một kiếm tu đạt tới phàm kiếm. Nói xong, ông ta lắc đầu, thần điện này đúng là ngu xuẩn. Không đúng, chúng ta cũng ngu xuẩn nữa. Cao thủ cấp bậc phàm kiếm. Ông ta hiểu rõ cao thủ cấp bậc phàm kiếm đáng sợ đến mức nào. Đối với cao thủ phàm kiếm, tất cả những người dưới phàm kiếm đều chỉ là run rế. Dù là thần điện hay ông ta, hoặc là những cao thủ khác của lưỡng giới thiên, ở trước mặt cao thủ phàm kiếm thật sự giống như một đám run rế. Lúc này, ông ta mới hiểu vì sao dưới tình huống có bảo vật thế này, Diệp Huyên vẫn có thể sống đến tận bây giờ. Kiếm Tôn nhìn hai thanh kiếm kia, nhẹ giọng nói, ta muốn ở lại đây. Diệp Huyên nhìn Kiếm Tôn, tỏ vẻ ngạc nhiên, tiền bối, ông. Kiếm Tôn nhẹ giọng nói, đây là lần ta cách phàm kiếm gần nhất, ta không muốn đi. Diệp Huyên nói, tháp này. Kiếm Tôn đáp, tháp này đã không còn ý nghĩa gì với ta nữa rồi, người giữ đi. Diệp Huyên. Kiếm Tôn đi tới trước hai thanh kiếm kia, nhìn hai thanh kiếm, ánh mắt ông ta dần trở nên si mê, còn có chút mờ mịt. Diệp Huyên hơi do dự, cuối cùng, hắn không đi làm phiền Kiếm Tôn nữa mà rời khỏi. Bên ngoài tháp giới ngục. Diệp Huyên nhìn tháp giới ngục trong tay, hơi cạn lời. Vòng tới vòng lui, tháp giới ngục này vẫn quay lại. Tháp giới ngục run rẩy, nhưng đang muốn nói gì đó. Diệp Huyên cười nói, có lẽ đây chính là duyên phận nhỉ. Diệp Huyên cất tháp giới ngục, đang định rời đi, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không, thấy một cô gái đứng ở đó. Viên Tiểu Đao. Sau lưng Viên Tiểu Đao còn có một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Viên Tiểu Đao, cười nói, chào Viên cô nương.
Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, kiếm tôn đâu? Kiếm tôn. Diệp Huyên chỉ về phía cách đó không xa, ông ta vừa đi không bao lâu. Viên Tiểu Đao khẽ nhíu mày, vừa đi. Diệp Huyên gật đầu, khi nãy tiền bối kiếm tôn đến tìm ta hỏi cách khống chế ngọn tháp, sau khi ta nói với ông ta thì ông ta đi luôn. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa, bây giờ hai vị đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhíu mày, sao thế, Viên cô nương không tin ta à? Viên Tiểu Đao nói, đúng là ta không tin ngươi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta cần phải lừa ngươi sao? Nói đến đây, hắn im lặng một lát rồi tiếp tục, Viên cô nương, đừng trách ta nói thẳng, bây giờ tiền bối kiếm tôn vẫn không thể hoàn toàn khống chế ngọn tháp kia, đợi sau khi ông ta hoàn toàn khống chế nó. Thần điện các người muốn lấy được e rằng sẽ khó như lên trời đấy. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, người thật sự đã đưa cách khống chế cho ông ta rồi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Viên Tiểu Đao chợt giận dữ nói, ngươi là lợn à? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, nói chuyện đàng hoàng, đừng có mắng người. Viên Tiểu Đao nổi giận, Diệp Huyên, ngươi không có khí phách thế ư? Ông ta muốn ngươi lập tức đưa cho ông ta luôn. Ngươi là kiếm tu đó. Không phải kiếm tu các ngươi luôn rất cứng rắn sao? Sao ngươi lại nhát gan thế? Diệp Huyên đáp, ta đánh không lại ông ta. Viên Tiểu Đao căm tức nhìn Diệp Huyên, ngươi cũng đâu có đánh thắng ta. Sao ngươi không đưa nó cho ta? Diệp Huyên nói, ta hỏi ngươi rồi mà. Lúc đấy là ngươi nói không cần còn gì. Ngươi! Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lúc này ả ta đang đứng bên bờ vực giận dữ. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, Viên cô nương, ngươi thật sự không đuổi theo à? Một khi để ông ta khống chế được ngọn tháp, ta dám đảm bảo thần điện các ngươi sẽ không phải đối thủ của kiếm tôn tiền bối nữa. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, trước kia ta còn cảm thấy ngươi có chút khí phách, bây giờ thì thấy ngươi đúng là nhát gan. Nói xong, ả ta và người đàn ông lập tức biến mất. Diệp Huyên nhún vai, xoay người biến mất. Sau khi quay lại tháp giới ngục, Diệp Huyên bắt đầu tìm kiếm tôn. Thỉnh giáo. Hắn hiểu được rất nhiều từ quyển kiếm kinh kia, nhưng trên kiếm đạo, hắn vẫn còn rất nghi ngờ. Khi nãy hắn còn đang chán nản vì không có ai giải thích cho mình, không ngờ kiếm tôn này lại quay lại. Không chỉ quay lại còn trả luôn tháp giới ngục cho hắn. Đúng là việc đời khó đoán. Nghe Diệp Huyên thắc mắc, kiếm tôn cũng không từ chối, cái gì cũng nói ra hết, hơn nữa còn chỉ điểm cho Diệp Huyên những chỗ thiếu sót của hắn. Dưới sự chỉ điểm của kiếm tôn, tu vi của Diệp Huyên có thể nói là lập tức tăng mạnh. Cuối tinh không xa xôi, Viên Tiểu Đao và người đàn ông áo choàng trắng liên tục đi tận mấy tinh vực, nhưng đều không phát hiện ra tung tích của kiếm tôn. Viên Tiểu Đao dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh, nhíu mày, không có khả năng. Người đàn ông trầm giọng nói, ông ta không thể chạy nhanh thế được. Viên Tiểu Đao nói với giọng điệu nặng nề, Diệp Huyên kia lại lừa ta. Người đàn ông áo choàng trắng lắc đầu, vấn đề cũng như hắn nói đó, hắn lừa cô thì có tác dụng gì? Viên Tiểu Đao xoay người nhìn về phía bắc cảnh, có hai khả năng, thứ nhất, kiếm tôn đã trốn đi rồi. Thứ hai, kiếm tôn hoàn toàn chưa rời khỏi bắc cảnh. Nhưng nếu không rời khỏi bắc cảnh thì ông ta ở đâu? Hơn nữa ông ta cũng đâu có lý do ở lại bắc cảnh. Người đàn ông áo trắng nói, e rằng chỉ có Diệp Huyên biết đã xảy ra chuyện gì thôi. Diệp Huyên, vừa nhắc đến hai chữ này, sắc mặt Viên Tiểu Đao lập tức trở nên lạnh lẽo cái tên hèn hạ này. Người đàn ông áo trắng nhìn Viên Tiểu Đao, gần đây tâm cảnh của cô không được ổn lắm. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn về phía bắc cảnh, quay lại bắc cảnh. Nói xong, ả ta lập tức biến mất. Người đàn ông im lặng một lát, sau đó cũng biến mất theo. Bắc cảnh, Viên Tiểu Đao và người đàn ông áo choàng trắng vừa quay lại bắc cảnh. A Liên đã xuất hiện trước mặt hai người. A Liên cười nói, sao lại quay về rồi? Viên Tiểu Đao hờ hững hỏi, Diệp Huyên đâu? A Liên đáp, hắn đang bận. Viên Tiểu Đao trầm giọng nói, bảo hắn ta ra đây. A Liên cười, Viên cô nương, hình như cô có mâu thuẫn gì với hắn nhỉ? Viên Tiểu Đao đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói, Viên cô nương tìm ta à? Viên Tiểu Đao nhìn sang, một người đàn ông đi tới từ nơi đó, chính là Diệp Huyên.
Viên Tiểu Đao đang muốn nói chuyện thì sắc mặt ả ta đột nhiên thay đổi. Ngươi, kiếm đạo minh cảnh, ngươi đã làm gì? Hả, hả, hả. Lúc này, Viên Tiểu Đao hơi phát điên. Mới bao lâu không gặp. Vậy mà tên trước mắt lại đột phá nữa rồi. Hơn nữa cảnh giới kiếm đạo còn trực tiếp đạt đến minh cảnh. Dù ăn gian cũng không điên cuồng như vậy. Người đàn ông áo choàng trắng cũng hơi xa sầm mặt, gã ta cũng không ngờ chỉ một khoảng thời gian không gặp, Diệp Huyên đã đạt đến minh cảnh rồi. Chuyện này quá khó tin. Diệp Huyên cười khẽ, khi nãy uống ngụm nước ngộ ra vài điều, sau đó thì đột phá. Nghe thấy thế, Viên Tiểu Đao suýt tức nổ phổi. Uống ngụm nước đã đột phá. Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt chưa đựng sát khí không thể che giấu. Diệp Huyên này quá điên cuồng. Nếu cứ tiếp tục trưởng thành như thế thì ai mà chịu nổi. Diệp Huyên cười nói, Viên cô nương, người tìm thấy kiếm tôn tiền bối chưa? Ánh mắt Viên Tiểu Đao dần trở nên lạnh như băng, Diệp Huyên, rốt cuộc kiếm tôn kia đã rời khỏi Bắc Cảnh chưa? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ, đương nhiên là rời khỏi Bắc Cảnh rồi. Nếu không ông ta ở lại đây làm gì, ta với ông ta cũng không thân lắm. Viên Tiểu Đao cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyên như thế, còn Diệp Huyên thì tỏ vẻ rất vô tội. Một lát sau, Viên Tiểu Đao lắc đầu, Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì vậy? Diệp Huyên trầm giọng nói, hình như Viên cô nương hiểu lầm gì ta rồi, Diệp Huyên ta là một người vô cùng chính trực, mỗi một câu ta nói đều là thật lòng, kiếm tôn tiền bối kia thật sự không còn ở Bắc Cảnh nữa. Viên Tiểu Đao nhìn về phía Diệp Huyên, vậy ngươi cảm thấy ông ta có thể ở đâu? Diệp Huyên cười, việc này ta cũng không biết, nhưng ta có một đề nghị nho nhỏ. Viên Tiểu Đao ra lệnh, nói đi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Viên cô nương, người nghĩ thử xem, với thực lực của ta, sau khi có tháp kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng so hai chiêu với ngươi, mà bây giờ tháp này đã rơi vào tay kiếm tôn tiền bối, người nghĩ lại xem kiếm tôn tiền bối là nhân vật nào. Một khi để ông ta thật sự khống chế tháp này, khi đó, có lẽ ông ta sẽ thống nhất vũ trụ tứ duy. Còn thần điện của ngươi, e rằng suốt đời cũng không có duyên với nó. Cho nên, ta đề nghị bây giờ ngươi nên nhanh chóng đuổi theo, thừa dịp ông ta chưa hoàn toàn khống chế nó trong tay mà cướp lấy nó, nếu không thì ngươi ngoan ngoãn trở về thần điện đi. Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Viên cô nương, bây giờ ta không có bảo vật của ngũ duy nữa, ngươi có nhằm vào ta cũng vô dụng, không phải sao? Một lát sau, Viên Tiểu Đao xoay người rời đi. Hai người nhanh chóng biến mất nơi cuối chân trời. Lúc này, cuối chân trời vang lên một giọng nói, Diệp Huyên. Giọng nói của Viên Tiểu Đao. Diệp Huyên nhìn lên chân trời, nhưng Viên Tiểu Đao lại không nói gì nữa. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó xoay người rời đi. Kiếm tôn biến mất. Tin tức này nhanh chóng lan ra vô số tinh vực. Ai cũng biết bây giờ kiếm tôn nắm giữ bảo vật ngũ duy. Nhưng ông ta lại biến mất. Có thể nói, bây giờ có vô số thế lực và cao thủ đang tìm kiếm kiếm tôn, kể cả thần điện cũng thế. Nhưng kiếm tôn lại như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, một chút tin tức cũng không có. Nhưng việc này cũng không đại biểu chuyện đã kết thúc, vì ngày càng có nhiều thế lực gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm tôn. Mà lúc này, đại thế giới huyền hoàng vô cùng yên tĩnh. Vì đã không còn ai chú ý đến bọn họ nữa. Kể cả thần điện cũng thế, bây giờ, bọn họ đang tập trung tất cả sức lực lên người kiếm tôn. Trong vương điện, Diệp Huyên, Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu đang thảo luận việc phát triển Bắc Cảnh như thế nào. Thật ra cơ bản đều là hắn nghe, sau đó gật đầu hoặc lắc đầu. Một lúc lâu sau đó, tất cả mọi chuyện gần như đều đã được quyết định. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, đạo môn vẫn muốn địa bàn trước đây của thần điện. Cũng chính là địa bàn thiên môn ở thương khung của ngài. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi nhíu mày, bọn họ vẫn chưa chịu thôi à? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, vẫn chưa, hơn nữa bọn họ vẫn luôn liên lạc với Tiểu Thất. Tiểu Thất, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nàng còn chưa xuất quan mà. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, vẫn chưa, nhưng có lẽ là sắp rồi. Vì gần đây phòng bệ hạ thường xuyên có hơi thở xuất hiện, hơn nữa còn rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, cười nói, đợi nàng xuất quan, chúng ta sẽ có thêm một cao thủ siêu cấp. Hắn hiểu rất rõ thiên phú của Tiểu Thất,
Thiên phú của tiểu thất chắc chắn cao hơn hắn, mà nàng ta còn có được truyền thừa của nhân vương, có thể nói một khi nàng ta xuất quan, e rằng thực lực của nàng ta sẽ vượt khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Nghĩ mới thấy, bây giờ hắn thật sự hơi nhớ tiểu thất rồi. Vì bây giờ trong những người cùng tuổi ở Bắc Cảnh, cũng có tiểu thất có thể so tài với hắn thôi. An Lan Tú, Mạc Tà. Nghĩ tới hai người này, Diệp Huyên nhìn về phía Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi, bây giờ mấy người An Lan Tú và Mạc Tà sao rồi? Thượng Quan Tiên Nhi cười nói, thực lực của hai người họ đều rất mạnh, vô cùng mạnh, đặc biệt là An cô nương, bây giờ nàng đã có thể áp chế cao thủ vị chi cảnh rồi. Hơn nữa bây giờ nàng luôn tìm quan quân tiền bối so tài, thực lực có thể nói là phát triển vượt bậc. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, có phải đạo môn này cảm thấy ta quá dễ nói chuyện rồi không? Nghe vậy, Thượng Quan Tiên Nhi hơi cúi đầu, nàng ấy biết Diệp Huyên hơi tức giận rồi. Cũng phải, đạo môn này nhiều lần gây chuyện như thế, ai mà không giận chứ? Diệp Huyên đang muốn nói chuyện thì lúc này, một cô bé đột nhiên chạy vội vào, người đó chính là Tiểu Linh Nhi, cô bé còn cầm hai viên đan dược lớn bằng ngón cái trong tay. Tiểu Linh Nhi nhanh chóng chạy đến trước mặt Diệp Huyên, cô bé đưa đan dược cho Diệp Huyên, cười tươi nói, này. Đan dược. Diệp Huyên nhìn hai viên đan dược kia, chính là đan địa tiên. Giống y như đúc. Diệp Huyên ngây người. Tiểu Linh Nhi thật sự luyện ra được rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, lúc này mặt Tiểu Linh Nhi dính đầy cho đen, quần áo cũng rách dưới, trên mặt là vẻ mệt mỏi khó mà che giấu. Cô bé mệt. Diệp Huyên thấy hơi đau lòng, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, có phải mệt lắm không? Tiểu Linh Nhi cười tươi, cô bé lại đưa hai viên đan dược kia tới trước mặt Diệp Huyên, này. Diệp Huyên không nhận lấy hai viên đan địa tiên kia, hắn nhẹ nhàng lau sạch cho đen trên mặt Tiểu Linh Nhi, dịu dàng nói cảm ơn. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, đột nhiên, cô bé nhẹ nhàng ôm lấy hắn một cái. Người thân. Ở trong lòng Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyên chính là người thân. Dù là trồng trọt linh thụ hay luyện đan, ngoài việc thấy vui, cô bé còn vì một lý do khác, chính là hy vọng có thể giúp Diệp Huyên. Cô bé cũng rất quan tâm Diệp Huyên, cũng muốn giúp hắn. Chỉ là đến bây giờ cô bé vẫn không biết nên bày tỏ thế nào. Diệp Huyên cũng ôm lấy Tiểu Linh Nhi, cười nói, đi nghỉ ngơi cho khỏe đi, biết không? Tiểu Linh Nhi chớp mắt, có cần nữa không? Ta vẫn có thể luyện được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nghỉ ngơi trước đã, nghỉ ngơi cho khỏe, sau khi nghỉ ngơi xong rồi hẳn luyện, được chứ? Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, ta không mệt. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, nghe lời ta, nghỉ ngơi trước, có được không? Tiểu Linh Nhi ngẫm nghĩ, sau đó nhẹ giọng nói, được. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, cười nói, mau đi vào nghỉ ngơi đi. Tiểu Linh Nhi hơi do dự. Sau đó cô bé lại ôm Diệp Huyên thêm cái nữa rồi biến mất. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, nhìn về phía hai viên đan dược trước mặt. Đan địa tiên. Hắn thật sự không ngờ Tiểu Linh Nhi lại luyện chế được đan địa tiên này. Đan địa tiên. Sở dĩ thực lực của hắn phát triển vượt bậc như thế đều là vì thứ này. Mà bây giờ, hắn có hai viên đan địa tiên. Diệp Huyên nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu. Thượng Quan Tiên Nhi vội nói, thứ này ta không cần, đưa nó cho ta thật sự là lãng phí, thật đấy, cho người cần nó hơn đi. Khương Cửu cũng gật đầu, tu vi của hai chúng ta quá yếu, đưa thứ này cho chúng ta đúng thật là lãng phí. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy hai người tạm thời đợi đã nhé, dù sao Tiểu Linh Nhi đã có thể luyện chế được rồi. Các ngươi cũng đừng từ chối, thứ này rất có lợi với các cô, dù sao các cô cũng cần tu luyện mà. Không phải sao? Thượng Quan Tiên Nhi đang muốn đáp lời, Khương Cửu đột nhiên nói, được. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía Khương Cửu cười bảo, không lấy thì phí quá. Diệp Huyên cười khẽ, Tiểu Cửu nói đúng, dù sao có thứ tốt, hai người các cô cũng đừng khách sáo, hiểu không? Hắn sẽ không hẹp hòi với hai cô gái này, vì bọn họ đã giúp hắn rất nhiều rồi. Sau khi trò chuyện với hai cô gái một lát, Diệp Huyên rời khỏi vương điện, đi tới một trạch viện, vừa mới đến, một cô gái đã đi ra từ căn phòng cách chỗ hắn không xa. Một bộ quần áo trắng như tuyết. Người đó chính là An Lan Tú. An Lan Tú đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng quan sát hắn một lúc kiếm đạo minh cảnh.
Diệp Huyên gật đầu, cười nói, đúng thế. An Lan Tú gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyên đưa cho An Lan Tú một viên đan địa tiên, cái này cho nàng. An Lan Tú nhìn viên đan địa tiên kia, đây là. Diệp Huyên cười nói, đan địa tiên, với căn cơ của nàng, thứ này có thể trực tiếp để nàng đạt đến địa tiên cảnh. Thiên phú của An Lan Tú hoàn toàn không thua kém hắn và Tiểu Thất, chỉ là nàng thiếu một chút tài nguyên. Nếu đủ tài nguyên, với thiên phú của nàng, thành tựu chắc chắn không thể đo lường. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên, lúc trước huynh đã ăn loại đan dược này à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. An Lan Tú gật đầu, nàng cũng không từ chối, sau khi nhận lấy đan dược, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, đợi ta xuất quan. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Xuất quan. Diệp Huyên nhìn căn phòng cách đó không xa, hắn biết, đợi sau khi An Lan Tú đi ra, thực lực của nàng sẽ có biến hóa long trời lở đất. Diệp Huyên đứng yên lặng một lát rồi xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, hắn tìm đến chỗ Mạc Tà, sau đó đưa viên đan dược còn lại cho hắn ta. Bây giờ Mạc Tà chính là người thích hợp nhất. Trò chuyện với Mạc Tà một lát, Diệp Huyên rời khỏi trạch viện của hắn ta, mà Mạc Tà cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Huyên quay lại trạch viện của mình, sau đó tiến vào tháp giới ngục. Lần này Diệp Huyên cũng không đi tìm kiếm Tôn Lãnh giáo kiếm kỹ. Bây giờ hắn có một chuyện quan trọng hơn, đó chính là tầng 8. Tầng 8 này đã dục dịch lâu lắm rồi. Mà hắn lại không hiểu ý đồ của tầng 8. Tầng 8 muốn làm cái gì? Diệp Huyên đi tới trước tầng 8, nhìn phong ấn trước mặt, cười khẽ tiền bối, trò chuyện một lát nhé. Một lát sau, một giọng nói vang lên từ bên trong, được thôi. Tầng 8. Diệp Huyên vẫn cảm thấy thật ra nguy hiểm thật sự không phải thần điện. Cũng không phải những cao thủ của lưỡng giới thiên. Mà là tháp giới ngục và tầng 8 này, còn có tầng 9 kia nữa. Tháp giới ngục thì không nói đến, bây giờ linh trí của nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không phải đặc biệt nguy hiểm, còn tầng 8 này thì đã tỉnh rồi. Hơn nữa còn muốn hành động mà ý đồ lại không rõ. Đối phương muốn cái gì? Tháp à? Nếu muốn tháp, với thực lực của đối phương bây giờ có lẽ đã có thể ra ngoài. Mang cái tháp đổ nát này đi rồi. Vì sở dĩ bọn họ bị trấn áp là vì mỗi tầng không chỉ có phong ấn, mà còn có đạo tắc nữa. Mà bây giờ, rõ ràng đạo tắc tầng 8 không có ở đây. Phong ấn đơn thuần không chèn ép được đối phương. Nhưng tầng 8 này lại không ra ngoài, vẫn luôn ở trong tháp. Chắc chắn là có âm mưu. Nghe thấy câu trả lời của tầng 8, Diệp Huyên cười khẽ, thật ra tiền bối có thể rời đi, đúng không? Người kia cười nói, đúng là có thể. Diệp Huyên gật đầu, vãn bối không vòng vo với tiền bối nữa, nếu tiền bối có thể rời đi vì sao lại không đi? Là vì nguyên nhân riêng, hay là tiền bối muốn có được cái gì? Người kia trả lời, đều có. Đều có. Diệp Huyên cười nói, tiền bối muốn có được cái gì? Tầng 8 đáp, cái tháp này. Tháp này. Đối phương hoàn toàn không định che giấu. Diệp Huyên cười khẽ, với thực lực của tiền bối, đoạt được tháp này có lẽ không phải việc khó, đúng không? Tầng 8 nói, phải, giết ngươi, giết cả cô gái áo tím bên cạnh ngươi đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thẳng thắn. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vậy vì sao tiền bối không ra tay? Sau một hồi yên lặng, tầng 8 nói, hầy, ngươi có quá nhiều chỗ dựa, giết ngươi, giành lấy tháp này là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng nếu bị trả thù thì ta không chịu được cho lắm. Diệp Huyên. Tầng 8 lại nói, ta cũng nói thật với ngươi, bây giờ ta đang đợi, đợi một người tới giết ngươi, đoạt lấy tháp này, sau đó ta giết đối phương, cứ thế thì ta sẽ không dính nhân quả nữa. Tiếc là, những người của tứ duy này có hơi ngu xuẩn, khiến ta rất thất vọng. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu rồi. Mượn đao giết người. Tầng 8 này là đợi người khác đến giết mình. Sau đó gã lại giết chết người đó. Rõ ràng tầng 8 là đang kiêng dè cô gái váy trắng. Diệp Huyên hỏi, sở dĩ tiền bối làm như vậy là vì cô gái váy trắng sao? Tầng 8 đáp, coi là vậy đi, nhưng cũng không hoàn toàn là vì nàng ta, chính ngươi cũng không đơn giản, ta không muốn dính phải nhân quả của ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ta, không đơn giản. Tầng 8 nói, ừm. Diệp Huyên truy hỏi. Không đơn giản ở đâu.
Tầng 8 đáp, nói với ngươi cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyên cũng không hỏi lại, dù sao hắn cũng đã lấy được đáp án rồi. Người trước mắt sẽ không ra tay giết mình trước. Như vậy là đủ rồi. Nếu mình bị người khác giết, đối phương còn sẽ trả thù cho mình. Nghĩ vậy, hắn chợt phát hiện dường như điều này cũng không phải chuyện gì xấu. Diệp Huyên xoay người rời đi, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn lại hỏi, tiền bối, tầng 9 đã tỉnh chưa? Tầng 8 đáp, không biết. Không biết. Diệp Huyên gật đầu, bước nhanh rời đi. Diệp Huyên đi tới tầng 1, hắn nhìn lên đầu mình, lúc này, kiếm tôn vẫn ngồi trước hai thanh kiếm kia. Từ sau khi đến đây, kiếm tôn vẫn ngồi trước hai thanh kiếm đó, tựa như đang cảm ngộ điều gì. Diệp Huyên biết hai thanh kiếm này có thể để kiếm tôn cảm ngộ được điều gì, nếu tiếp tục như thế, thành tựu về mặt kiếm đạo của kiếm tôn sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu kiếm tôn nâng cao thực lực, đương nhiên cũng là một chuyện tốt với Diệp Huyên. Diệp Huyên bật cười, rời khỏi tháp giới ngục. Khoảng thời gian tiếp theo, trừ mỗi ngày phải tu luyện, Diệp Huyên gần như đều ở đây với Diệp Liên. Mà khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian yên tĩnh nhất từ khi đến đại thế giới huyền hoàng của hai huynh muội. Bây giờ, mục tiêu của tất cả mọi người đều là kiếm tôn, không ai quan tâm đến Diệp Huyên cả, dù là thần điện cũng trở nên im hơi lặng tiếng. Mà bây giờ, có thể nói là đại thế giới huyền hoàng đã được thống nhất. Diệp Vương, chỉ cần là cao thủ của đại thế giới huyền hoàng, lúc nhìn thấy Diệp Huyên đều sẽ gọi một tiếng Diệp Vương. Phải biết rằng, bây giờ Diệp Huyên chỉ cần dậm chân một cái sẽ có thể khiến cả đại thế giới huyền hoàng phải chấn động. Hôm nay, Diệp Huyên đi tới Thương Khung, cũng chính là thần điện trước đây, đương nhiên đây chỉ là một cứ điểm của thần điện ở đại thế giới huyền hoàng. Bây giờ vùng đất này vẫn để trống. Diệp Huyên cũng không để cho bất cứ ai đến giành lấy nó, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì có quá nhiều người muốn có được nó. Vì nơi này có tử khí bản nguyên. Thứ này có tác dụng rất lớn với người tu luyện. Lúc này, đại trưởng lão của đạo môn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ông ta chắp tay với hắn, Diệp Vương. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nghe nói đạo môn các ông vẫn luôn có ý đồ với nơi này. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp Vương, nơi này vô cùng quan trọng với đạo môn ta, xin Diệp Vương. Diệp Huyên đột nhiên xoay người nhìn về phía đại trưởng lão, vì nó vô cùng quan trọng với đạo môn. Cho nên ta phải đưa nó cho các người à? Đại trưởng lão hơi do dự, sau đó lại nói, Diệp Vương, nơi này thật sự rất quan trọng với đạo môn, nếu Diệp Vương đồng ý đưa ra, sau này đạo môn ta sẽ. Diệp Huyên lại ngắt lời đại trưởng lão một lần nữa, sau này. Ngày đó ta đánh một trận với thần điện, vì sao đạo môn các người không xuất hiện? Đạo môn các người không giúp đỡ cũng dễ hiểu, dù sao các người cũng không nợ ta cái gì. Nhưng sau khi chúng ta đánh thắng, đạo môn các người lại muốn đến chia phần, như thế có phải hơi mặt dày rồi không? Sắc mặt đại trưởng lão hơi khó coi, ông ta đang muốn nói chuyện thì lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ra tay. Xoẹt! Hai tay của đại trưởng lão lập tức bị chém nứt tận xương. Máu tươi bắn tung tóe. Đại trưởng lão vô cùng hoảng sợ, ông ta không ngờ Diệp Huyên lại đột nhiên ra tay. Diệp Huyên nhìn ra sau lưng ông ta. Người của đạo môn nghe đây, ta không muốn phí lời với các ngươi nữa, vùng đất Thương Khung này là của Diệp Huyên ta, đừng hòng có ý đồ với nó, nếu không, ta sẽ đích thân đến đạo môn của các ngươi một chuyến, đừng trách Diệp Huyên ta vuốt mặt không nể mũi. Một người đàn ông trung niên xuất hiện sau lưng đại trưởng lão. Người này chính là môn chủ của đạo môn. Môn chủ đạo môn nhìn Diệp Huyên, Diệp Vương. Diệp Huyên đột nhiên nói, cút. Nghe vậy. Sắc mặt môn chủ đạo môn lập tức trở nên u ám, đây rõ ràng là không muốn nể mặt mà. Môn chủ đạo môn nhìn Diệp Huyên, không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi. Đại trưởng lão cũng vội vàng đi theo. Diệp Huyên đứng tại chỗ, chợt cất lời, truyền lệnh xuống, âm thầm quan sát đạo môn, nếu có động tĩnh gì, có thể tiền trảm hậu tấu. Vâng. Trong bóng tối có tiếng nói vang lên. Đại thế giới huyền hoàng bây giờ có một đội quân do các thế lực lớn cùng tạo ra, cũng chính là Bắc Cảnh quân. Đội quân này có cao thủ của Bắc Cảnh, cũng có cao thủ của nhà Hiên Viên, còn có cao thủ của huyền hoàng giới, là do các thế lực lớn cùng tạo thành, mục đích là vì đối phó với tình huống bất ngờ. Nhưng bình thường đội quân này chỉ nghe lệnh một người. Đó chính là Diệp Huyên.
mà thực lực của đội quân này có thể nói là mạnh nhất đại thế giới huyền hoàng bây giờ. Vì đều là cao thủ hàng đầu đến từ các thế lực. Lúc này, Kiều Thiên Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lúc nhìn thấy Kiều Thiên Nhi, Diệp Huyên hơi sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói, cô, lên địa tiên cảnh rồi. Kiều Thiên Nhi gật đầu, bất ngờ lắm à? Diệp Huyên trầm giọng nói, vô cùng bất ngờ. Hắn vốn còn nghĩ đợi Tiểu Linh Nhi luyện chế ra địa tiên đan sẽ đưa cho Kiều Thiên Nhi, nhưng không ngờ Kiều Thiên Nhi đã đột phá đến địa tiên cảnh rồi. Diệp Huyên hỏi, cơ duyên của nước suối sinh mệnh à? Kiều Thiên Nhi nói, không hoàn toàn là vậy, nhưng nước suối sinh mệnh cũng chiếm 8 phần, 2 phần còn lại là nơi này, ta hấp thu rất nhiều bản nguyên chi khí của nơi này, cộng thêm nước suối sinh mệnh, cho nên ta mới đạt đến địa tiên cảnh. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó là người phụ nữ kia dùng một kiếm chém đi cấm chế của đại thế giới huyền hoàng, nếu không, có hai thứ này ta cũng khó mà đạt đến địa tiên cảnh. Diệp Huyên cười nói, cho dù thế nào thì vẫn chúc mừng cô. Nhưng tốc độ thăng cấp này của cô thật sự đáng sợ quá đấy. Kiều Thiên Nhi khẽ nói, vì ngươi không biết ta đã bị kẹt ở cảnh giới này bao lâu. Rất lâu rồi. Diệp Huyên gật đầu, cái này có thể xem như tích lũy lâu dài mới dễ thành công đấy. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyên, tiếp theo có dự định gì không? Diệp Huyên cười nói, tạm thời vẫn chưa. Kiều Thiên Nhi quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nói, đại thế giới huyền hoàng ngoài đạo môn này ra, bây giờ đã không còn nhân tố bất ngờ nào nữa rồi. Mà võ đài của nơi này còn quá nhỏ, không hợp với ngươi. Diệp Huyên im lặng. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyên, đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn qua ngày, cuộc sống của ngươi vốn đã định sẵn là không thể yên ổn. Nếu ta đoán không lầm thì ngọn tháp kia đã trở về trong tay ngươi rồi, đúng không? Diệp Huyên nhìn Kiều Thiên Nhi, cô. Lúc này hắn thật sự hơi ngạc nhiên, vì hắn không ngờ Kiều Thiên Nhi lại biết tháp giới ngục đã về trong tay mình rồi. Kiều Thiên Nhi hờ hững nói, tất cả mọi người đều không thể tìm thấy kiếm tôn, mà nơi cuối cùng trước khi kiếm tôn biến mất chính là ở đây. Nếu ta đoán không lầm, có lẽ kiếm tôn vẫn còn ở đây, hoặc là ông ta đã chết rồi. Nói xong, nàng ta im lặng một lát rồi nói tiếp, ông ta chết rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu, vẫn chưa. Kiều Thiên Nhi gật đầu, cho dù thế nào, thì bây giờ chuyện này cũng có hơi phức tạp, ngươi phải cẩn thận, đừng để người ngoài biết kiếm tôn đang ở chỗ ngươi, nếu không, tất cả mọi người sẽ lại chú ý đến Bắc Cảnh. Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là ta hiểu rồi. Kiều Thiên Nhi gật đầu, còn nữa, cẩn thận với thần điện, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Nếu ta đoán không lầm, có thể viên tiểu đao kia đã đoán ra kiếm tôn vẫn còn ở Bắc Cảnh rồi. Tốt nhất ngươi nên nghĩ cách đối phó. Nếu không có lẽ ngươi sẽ phải chịu thiệt thòi lớn đấy. Viên tiểu đao. Diệp Huyên gật đầu, người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cô gái đang chậm rãi bước tới. Nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp Huyên lập tức ngây người. Người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là viên tiểu đao. À ta lại đến rồi. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Không thể không nói, ngay lúc này, Diệp Huyên vẫn còn chút tức tối. Viên tiểu đao này cứ đối chọi với mình. Không ngừng nghỉ. Viên tiểu đao đi tới trước mặt Diệp Huyên, ả ta liếc Diệp Huyên một cái rồi cười nói, sao, thấy ta mà không vui à? Diệp Huyên hờ hững đáp, ta nên vui à? Viên tiểu đao che miệng cười, Diệp Huyên, à không phải, giờ phải gọi một tiếng Diệp Vương rồi. Diệp Vương. Thế này là ngươi sai đó, nói sao thì chúng ta cũng là bạn tốt mà, ngươi. Diệp Huyên đột ngột phung tay áo, viên cô nương, có gì cứ nói thẳng, có khí thì xì đi, ta thật sự không muốn dây dưa với ngươi hoài. Viên tiểu đao cũng không tức giận mà cười nói, Diệp Vương, ngươi thành thật khai báo đi. Diệp Huyên nhíu mày, khai báo cái gì? Viên tiểu đao nhìn chằm chằm đối phương, kiếm tôn kia chưa hề rời khỏi Bắc Cảnh, đúng không? Diệp Huyên lắc đầu thở dài, xem ra viên cô nương vẫn không tin. Nếu không tin ta, ngươi cứ tới Bắc Cảnh tìm kiếm. Viên tiểu đao nhìn chằm chằm hắn mà không nói gì. Diệp Huyên cười nói, viên cô nương, ngươi nghĩ mà xem, với thực lực của kiếm tôn tiền bối, nếu ông ấy muốn đi thì ai mà giữ được đây? Và lại, ông ấy ở lại đây làm gì? Viên tiểu đao vẫn cười đáp, cái này phải hỏi ngươi rồi. Diệp Huyên khẽ thở dài, được rồi.
Viên cô nương, kiếm tôn tiền bối ở nơi này, thật đó, ông ấy không chỉ ở đây mà tháp giới ngục cũng đã trở lại trong tay ta rồi. Viên tiểu đao vẫn nhìn đăm đăm mà không nói gì. Diệp Huyên lại cười nói, sau đó thì sao? Viên cô nương lại muốn ra tay với ta như trước kia sao? Viên tiểu đao đánh giá hắn một lát thì đáp, Diệp Huyên, ngươi cảm thấy mình có thể giở trò với toàn bộ cường giả sao? Diệp Huyên cười đáp, viên cô nương, ta không nhiều lời với ngươi nữa, cáo từ. Nói xong, hắn dẫn Kiều Thiên Nhi rời đi. Hắn không muốn lắm lời với viên tiểu đao nữa. Còn viên tiểu đao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Huyên, im lặng suy tư. Rốt cuộc kiếm tôn ở đâu? Hiện tại, hầu hết cường giả đều đang suy đoán vấn đề này. Mà viên tiểu đao lại cảm thấy chắc chắn kiếm tôn đang ở Bắc Cảnh, không chỉ vậy, tháp giới ngục rất có thể đã về tay Diệp Huyên nữa rồi. Đương nhiên, đây chỉ là trực giác của ả ta chứ không có bất kỳ chứng cứ nào. Diệp Huyên, viên tiểu đao lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa, đối với kiếm tu này, ả ta có chút khó chịu. Một lát sau, ả ta mới liếc nhìn không trung rồi xoay thân bỏ đi. Trên không trung xa xăm, một tia thần thức vẫn tập trung theo dõi viên tiểu đao. Đó đúng là A Liên. Có A Liên ở đây, viên tiểu đao muốn giết Diệp Huyên là chuyện khó hơn lên trời. Trong không trung, A Liên nhìn theo bóng lưng A, lặng im, không biết nàng ta đang nghĩ gì. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên quay lại vương điện, dặn dò mọi người một chút rồi hắn rời khỏi Bắc Cảnh. Diệp Huyên biết rõ đang có rất nhiều người nghi ngờ mình. Hắn phải rời đi, nếu không, sự chú ý của đám người viên tiểu đao vẫn sẽ luôn dồn vào đại thế giới huyền hoàng. Thu hút sự chú ý. Đương nhiên, hắn cũng không phải chỉ là thu hút sự chú ý mà còn muốn đi tôi luyện. Bây giờ hắn là vị chi cảnh, cơ thể đã đạt tới tạo cực đỉnh phong. Cho dù đụng độ với viên tiểu đao thì vẫn có thể chiến một trận nhưng hắn không thể đảm bảo mình nắm được bao nhiêu phần thắng. Và lại hắn còn phải tăng cường thêm ngoại vật. Dù sao đó cũng là một vị thần mà. Thêm nữa là theo quá trình tiếp xúc với viên tiểu đao, hắn còn chưa từng chứng kiến thực lực thật sự của đối phương. Thực lực chân chính của viên tiểu đao này mạnh cỡ nào thì vẫn còn là một bí ẩn. Cùng với sự rời đi của Diệp Huyên, vài cường giả lén lúc ở Bắc Cảnh cũng theo chân hắn mà rời khỏi đó. Hiển nhiên, người hoài nghi kiếm tôn còn đi ăn 9 gam ở Bắc Cảnh không ít. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Bắc Cảnh, hắn vẫn đi theo A Liên. Bởi vì nàng ta đã nói là muốn dẫn hắn tới một nơi. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm lao đi, mà bên cạnh hắn chính là A Liên. Diệp Huyên lướt qua sau lưng. Hắn đã có thể cảm nhận được chút khí tức mờ nhạt. Rõ ràng những người này vẫn theo dõi hắn. Diệp Huyên nhìn sang A Liên, nàng ta khẽ nói, để họ đi theo đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn hỏi, A Liên tiền bối, chúng ta đang đi đâu? A Liên cười đáp, một nơi mà lâu rồi chưa từng có ai tới, tới đó cũng là lúc chúng ta tạm biệt. Phải rời đi sao? Diệp Huyên nghĩ thầm rồi nói, trong khoảng thời gian vừa rồi. Ta phải cảm ơn A Liên tiền bối. A Liên mỉm cười, sau đó liếc hắn một cái đến lúc đó, chính ngươi phải tự mình đối mặt với mọi chuyện rồi. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyên gật đầu, đã chuẩn bị xong. Hắn biết mình không thể dựa vào người khác mãi. A Liên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới nhìn điểm cuối tinh không xa xăm, thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh, nhưng như vậy cũng không có nghĩa ngươi an toàn. Ngược lại. Thực lực tăng càng nhanh thì nguy hiểm cũng tăng theo, vì người ngươi phải tiếp xúc này càng nhiều, cũng càng mạnh hơn. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. A Liên nhìn Diệp Huyên, ngươi cũng không biết được đâu, với tình cảnh hiện giờ của mình, ngươi cũng không biết rõ. Ngươi nghĩ mà xem, cô gái váy trắng mạnh mẽ như thế nhưng nàng ấy vẫn không thể giải quyết hoàn toàn nguy cơ của ngươi, ngươi biết vì sao không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. A Liên nói, thật ra ta cũng không biết. Diệp Huyên, nàng ta vẫn nhìn tinh không, ngươi nhìn tinh không này đi, chúng ta cứ đi thẳng một đường, dù đi tới chết thì vẫn không tới được điểm tận cùng. Mà trong vũ trụ mênh mông này cũng có rất nhiều rất nhiều. Cô gái váy trắng thực lực vô địch mà chúng ta không biết. Ai dám đảm bảo là trong vũ trụ vô tận này không người mạnh hơn nàng ấy. Nói thế thì người sáng tạo ra ngũ duy, ra cái tháp nhỏ kia là thiên tài đáng sợ cỡ nào. Trừ người đó. Cường giả mạnh nhất ngũ duy lại có thực lực thế nào?
Tất cả, chúng ta đều không biết. Diệp Huyên lắc đầu, hiện tại hắn không muốn biết những chuyện này vì biết cũng chẳng có ý nghĩa. Điều gì nên tới thì sẽ tới thôi. Hiện tại hắn chỉ muốn đi cho vững con đường của mình, từng bước một vững chắc. A Liên lại lên tiếng, người phải nghĩ cách kiểm soát cái tháp kia đi. Diệp Huyên nhìn sang đối phương mà cười khổ, tiền bối cũng biết là. Hắn không ngờ A Liên này cũng biết tháp giới ngục đã quay lại tay mình. Nàng ta nhìn hắn, ta đang âm thầm bảo vệ ngươi, ngươi tiếp xúc với kẻ nào, ta rõ hơn ai hết. Diệp Huyên cười, cũng đúng. Lúc trước, Kiếm Tôn tới Bắc Cảnh, chắc chắn A Liên đã chú ý tới ông ấy. Kiếm Tôn ở đâu, nàng ta là rõ nhất. Ngươi phải thật sự kiểm soát được cái tháp, chỉ có như vậy thì ngươi mới có thể dùng nó đối phó kẻ địch mạnh được. Hơn nữa công năng của tháp còn khá nhiều nhỉ, ngươi phải sử dụng nhiều hơn. Diệp Huyên gật đầu. Chức năng của tháp giới ngục còn rất nhiều, giải thích thì dễ hiểu, nếu hắn có thể dùng hết thì. Trừ cô gái váy trắng, trong vũ trụ tứ duy này, không ai là đối thủ của hắn. Đáng tiếc là khó mà tập hợp hết. Nhưng vậy cũng tốt, A Việt đã ra ngoài tìm kiếm đạo tắc, sau này tập hợp đủ đạo tắc, đó sẽ là lúc Diệp Huyên hắn trở thành vô địch. Đúng lúc này, A Liên lên tiếng, chỗ cần đến khá đặc biệt, đến nơi đừng có mồm mép láu lỉnh quá biết chưa. Mồm mép láu lỉnh. Diệp Huyên không vui, trong lòng tiền biết này, hắn là kẻ mồm mép láu lỉnh sao? A Liên vẫn nhắc, biết khuyết điểm nghiêm trọng của ngươi là gì không? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi đáp, không biết. A Liên cười nói, có phải ngươi cảm thấy mình không có khuyết điểm nào hết, đúng không? Diệp Huyên cười gượng, vẫn có một vài cái chứ. A Liên lắc đầu, không thật thà gì cả. Khuyết điểm nghiêm trọng nhất của ngươi lúc này là không hiểu biết nhiều về tứ duy. Ý của tiền bối nói là. A Liên khẽ nói, rất nhiều nhưng ta không có thời gian để chỉ bảo ngươi, vì ta biết cũng ít, giờ dẫn ngươi tới chỗ này, có lẽ các nàng có thể dạy dỗ ngươi kha khá. Các nàng. Diệp Huyên nhìn về phía A Liên, họ rất lợi hại à. Rất lợi hại. Diệp Huyên lại có chút do dự, sau đó mới hỏi, tiền bối. Rốt cuộc người là ai? Hắn khá tò mò về thân phận thật sự của A Liên. Nàng ta chỉ mỉm cười, chuyện này thì về sau ngươi sẽ biết, giờ nói với ngươi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Huyên cười khổ, lại là thế. Ai cũng bảo không có ý nghĩa nếu nói bây giờ. A bỗng xoay người, nhìn về hướng cách đó không xa, từ nơi ấy, một cô gái đi ra. Kẻ tới đúng là Viên Tiểu Đao. Đúng là âm hồn không tan. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Người này đúng là chẳng khác nào ma quỷ mà. A Liên vẫn cười, xem ra Viên cô nương vẫn không định tha cho hắn nhỉ. Viên Tiểu Đao nhìn thoáng qua một cái rồi chăm chú vào A Liên, ta đáng hiếu kỳ là các ngươi muốn đi đâu. A Liên đáp, Viên cô nương muốn đi chung không? Khóe môi Viên Tiểu Đao cong lên, đương nhiên. Nói xong, ả ta nhìn Diệp Huyên hỏi, không ngại chứ? Diệp Huyên không cảm xúc, ta ngại thì ngươi sẽ rời đi sao? Viên Tiểu Đao cười đáp, tất nhiên không. Diệp Huyên nhún vai, thế chẳng phải là không có gì à? Viên Tiểu Đao nhìn sang A Liên cô nương, chúng ta đi thôi. A Liên nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta xoay người tiếp tục đi. Tốc độ ba người nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, ba người tới một tinh vực không ai biết, trước khi tới đây. Họ đã xuyên qua mười mấy lỗ đen. Không chỉ thế, họ còn gặp phải lốc xoáy lỗ đen. Vừa nghĩ tới lốc xoáy kia, tim Diệp Huyên dập mạnh. Quá khủng khiếp. Năng lượng đáng sợ đó thì e là cơ thể địa tiên cũng chẳng chịu nổi. Cũng may có hai cô gái, nếu không hắn chẳng thể đặt chân tới tinh vực này. Mà bây giờ, mấy người theo sau họ đã biến mất tăm. Về chuyện còn theo nữa không thì hắn cũng không biết. A Liên bỗng chỉ về nơi xa, chính là chỗ kia. Diệp Huyên nhìn theo, chỗ sâu trong tinh không, một cung điện to lớn màu đen, đen kịt từ trên xuống dưới, âm trầm u ám đang lơ lửng. Mà trên đầu cung điện này còn có hai chữ đỏ như máu, U Minh. Diệp Huyên nhíu mày, điện U Minh. U Minh. Diệp Huyên nhìn đại điện màu đen phía xa, hỏi, điện U Minh. A Liên khẽ gật đầu, điện U Minh. Diệp Huyên lại hỏi, là thế lực gì? A Liên khẽ cười, không nói gì.
Viên Tiểu Đao ở bên cạnh nhẹ giọng nói, thế mà lại không ngờ được, ở một nơi xa xôi thế này còn có một thế lực lớn mạnh thế này. A Liên nhìn Viên Tiểu Đao, cười nói, lớn mạnh. Sao lại thấy như vậy? Viên Tiểu Đao nhìn cung điện màu đen phía xa kia, nhẹ giọng nói, nguy hiểm. Nguy hiểm. Vẻ mặt ả ta lúc này vô cùng nghiêm trọng. Thứ có thể khiến ả ta cảm thấy nguy hiểm ở vũ trụ tứ duy này không phải là không có, nhưng vô cùng ít. Thế nhưng lúc này ả ta lại cảm thấy nguy hiểm. Rõ ràng, thế lực này không phải là thế lực đơn giản. A Liên cười, chúng ta đi xem thử xem. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Diệp Huyên cũng vội đi theo. Viên Tiểu Đao do dự một lát rồi cũng đi qua theo. Không lâu sau, ba người đã đến phía trước điện U Minh kia, trước điện trống trải, rất vắng vẻ. Diệp Huyên nhìn A Liên nhẹ nhàng đẩy cửa lớn, cửa vừa mở ra thì một trận gió lạnh đã thổi đến. Ba người đi vào trong đại điện, bên trong đại điện cũng trống trải, ở trước mặt ba người là 11 pho tượng cô gái đứng sừng sững. Nhìn 11 pho tượng cô gái này, vẻ mặt A Liên đột nhiên có chút ngỡ ngàng, đã lâu không gặp. Diệp Huyên nhìn 11 pho tượng cô gái kia, hắn đang định hỏi thì lúc này, A Liên bỗng đi đến trước pho tượng thứ ba, nhìn pho tượng trước mặt này, ánh mắt A Liên chợt mơ màng, tam tỷ. Tam tỷ. Diệp Huyên nhìn A Liên, nhẹ giọng hỏi, A Liên tiền bối, vị này là. A Liên nói, hành lễ với bọn họ đi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó khẽ hành lễ với những bức tượng đó. A Liên khẽ gật đầu, nàng ta nhìn những bức tượng. Cuối cùng nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, kích hoạt huyết mạch của ngươi đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói rồi hắn lập tức kích hoạt huyết mạch của mình, ngay sau đó, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng đỏ xung quanh người hắn. Huyết mạch chi lực. Cảm nhận được huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, Viên Tiểu Đao khẽ nhíu mày, huyết mạch này. A Liên liếc nhìn Viên Tiểu Đao, không nói gì. Lúc này, tóc Diệp Huyên dần dần biến thành màu đỏ máu, không chỉ vậy. Quanh người hắn cũng tản ra một luồng sát ý và sát khí vô cùng nặng nề. Thấy vậy, Viên Tiểu Đao càng nhíu chặt mày hơn. Đột nhiên Diệp Huyên lên tiếng, A Liên tiền bối, ta sắp không khống chế được huyết mạch chi lực này rồi. Sở dĩ hắn không dám tùy tiện kích hoạt huyết mạch chi lực này là bởi vì hắn không thể khống chế toàn bộ huyết mạch chi lực này, một khi huyết mạch chi lực này phát huy thì cả hắn cũng đều sợ. A Liên đang định nói thì lúc này, một pho tượng cách đó không xa đột nhiên mở bừng hai mắt, ngay sau đó, một cô gái bước ra. Cô gái mặc một quần áo vải lanh, váy bố, chân trần. Cô gái nhìn thẳng về phía Diệp Huyên, hàng mày đen khẽ nhíu lại, ồ. Lúc này, đột nhiên nàng ta nhìn A Liên ở bên phải, ánh mắt nàng ta có chút kinh ngạc, ngươi. A Liên khẽ cười, đã lâu không gặp. Cô gái váy bố khẽ gật đầu, đã lâu không gặp. Nói rồi nàng ta nhìn sang Viên Tiểu Đao cách đó không xa, sắc mặt Viên Tiểu Đao thay đổi, ánh mắt vô cùng đề phòng. A Liên cười nói, đây là kẻ địch. Nghe vậy, cô gái váy bố khẽ nheo mắt, ngay sau đó, sắc mặt Viên Tiểu Đao lập tức thay đổi hẳn, bởi vì lúc này sức sống trong cơ thể ả ta đang dần biến mất với tốc độ vô cùng kinh người, không chỉ vậy mà một luồng tử khí nặng nề cũng tản ra xung quanh người ả ta. Viên Tiểu Đao bỗng rút đao ra chém xuống. Bù! Một luồng đao mang phá không bay ra. Một đao này như có như không, tựa như không hề tồn tại, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Thế nhưng luồng đao mang này chưa kịp lại gần cô gái váy bố, thì đột nhiên đã biến mất không dấu vết. Mà lúc này, không gian xung quanh Viên Tiểu Đao bỗng chốc trở nên hư ảo. Sắc mặt Viên Tiểu Đao thay đổi, ả ta không hề do dự, cơ thể chợt lóe lên lùi về sau, lập tức phóng lên cả nghìn trượng trong tinh không. Cô gái váy bố khẽ nâng tay phải, đang định ra tay thì A Liên chợt cười nói, bỏ đi. Cô gái váy bố nhìn A Liên khẽ cười, để lại cho tự hắn đối phó đi. Cô gái váy bố nhìn Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta cảm thấy, không thể bỏ qua như vậy. Vẫn nên giết thì tốt hơn. A Liên cười ha ha, người cứ mong ước đi. Nói rồi nàng ta nhìn sang cô gái váy bố. Lần này đến tìm các ngươi là muốn để mọi người rèn giũa cho hắn, hắn bây giờ vẫn còn khá yếu. Cô gái váy bố nhìn Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên, gật đầu, yếu. Diệp Huyên. Nhưng hắn cũng không dám phản bác, bởi vì nhìn thấy lúc nãy đối phương ra tay, quả thực hắn khá yếu.
Lúc này, A Liên trầm giọng nói, hắn chính là người mà cô gái điên cuồng kia muốn tìm. Cô gái điên cuồng. Nghe vậy, cô gái váy bố lập tức nhíu mày, nàng ấy. A Liên gật đầu, đúng vậy, chuyện này, có hơi phức tạp. Cô gái váy bố nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên do dự chốc lát rồi hỏi, cô gái điên cuồng là ai vậy? A Liên cười nói, chính là cô gái váy trắng. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, trong lòng mấy người A Liên thì cô gái váy trắng lại là cô gái điên cuồng. Hắn chần chừ sau đó nói, con người nàng ấy, thực ra cũng khá tốt. Nghe thấy vậy, vẻ mặt cô gái váy bố bỗng chốc có chút kỳ quái. A Liên cười ha ha, khá tốt, cũng đúng, nàng ấy đối xử với người khá tốt, nhưng nàng ấy đối xử với người khác thì rất không tốt. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao? Ta cảm thấy qua lại với nàng ấy cũng khá dễ chịu. A Liên thấp giọng thở dài, nàng ấy dành toàn bộ sự dịu dàng và dễ chịu cả đời này của mình cho ngươi cả rồi, đương nhiên ngươi phải cảm thấy nàng ấy dễ chịu. Diệp Huyên. A Liên nhìn cô gái váy bố, cô gái váy bố nói, nàng ấy đã tìm được hắn, tại sao không tự mình dậy? A Liên lắc đầu, truyền âm huyền khí, tên nhóc này không hề đơn giản, thân phận quá đặc biệt. Không chỉ có nhân quả của tứ duy, mà còn có cả nhân quả của ngũ duy, tình hình trước mắt này có thể hắn còn có một vài quan hệ với ngũ duy, mà cô gái kia bây giờ đang chống lại ngũ duy, thay hắn đỡ lấy nhân quả. Cô gái váy bố cau mày, với thực lực nàng ấy, hoàn toàn có thể đi vào ngũ duy. A Liên liếc nhìn Diệp Huyên, vẫn là bởi vì hắn. Ngũ duy không cho nàng ấy đi vào, nếu nàng ấy cố xông vào thì bọn họ sẽ không tiếc giá nào giết chết tên nhóc này. Cho nên nàng ấy cũng không dám xông vào tùy tiện, nhưng nàng ấy cũng đang kiềm chế ngũ duy, không để cho nhân quả của ngũ duy hiện tại giáng xuống tứ duy. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút lại nói, có thể khiến cô gái này thỏa hiệp cũng chỉ có tên này thôi. Thế nhưng, mấy tên ngũ duy kia làm như vậy, với tính khí của nàng ấy thì nếu sau này đi vào ngũ duy, mấy tên ngũ duy kia e là muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Cô gái váy bố khẽ gật đầu. Không dễ dây vào. A Liên cười nói, tên này bây giờ còn hơi yếu, nhưng cô gái điên cuồng kia lại nuôi hắn kiểu nuôi thả, nên hắn căn bản cũng là nuôi thả. Mà tên này hiện tại phương hướng phát triển có chút lệch lạc, cả ngày đều ra sức chơi đùa mấy thứ không cần thiết, lần này đến tìm mọi người, hy vọng mọi người khiến hắn hiểu một vài loại pháp tắc của thế giới này, để hắn thấu hiểu thế giới này nhiều hơn, cũng là để hắn nghiêm chỉnh lại đôi chút. Cô gái váy bố nhìn Diệp Huyên. Hắn khá là may mắn. Diệp Huyên nghe mà cả đầu mờ mịt, hắn đang muốn hỏi thì cô gái váy bố chợt nói, đánh được cô gái lúc nãy không? Diệp Huyên chợt sững người, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được cô gái váy bố nói đến ai, chính là Viên Tiểu Đao. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu như dùng đủ ngoại vật bên ngoài, có lẽ cũng có thể đọ sức. Cô gái váy bố hỏi, ngoại vật nào? Diệp Huyên vội vàng lấy Trảm Tiên Kiếm Hồ và Kiếm Thiên Chủ của mình ra cái này. Ánh mắt cô gái váy bố nhìn vào thanh Kiếm Thiên Chu, người gặp được nàng ấy rồi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, là ai? Cô gái váy bố nói, cô gái có một bình hồ lô rượu bên hông. Tổ sư kiếm võ môn. Diệp Huyên gật đầu, đã gặp qua, nàng ta nói nàng ta muốn đến tìm ta, nhưng vẫn chưa đến. Cô gái váy bố nhìn A Liên. A Liên nhẹ giọng nói, có thể hiện tại nàng ta không ở vũ trụ này, nhưng chắc chắn nàng ta sẽ đến, thế nhưng, nếu phân thân nàng ta đã nhìn thấy hắn thì bản thể nàng ta có lẽ cũng sẽ đến nhanh thôi. Cô gái váy bố khẽ gật đầu, nàng ta nhìn Diệp Huyên, muốn học gì? Diệp Huyên vội nói, đều muốn học. Cô gái váy bố khẽ nói, vũ trụ này, là do hàng loạt vật chất và đủ các loại năng lượng tạo thành, pháp tắc giống như một sợi chỉ. Tác động đến những vật chất và các loại năng lượng này, thậm chí là thay đổi những vật chất và năng lượng này. Thế nhưng, vật chất thế gian này không giống nhau, năng lượng cũng không giống, vì vậy, pháp tắc cũng không giống, mà một vài pháp tắc cũng chỉ có thể biến đổi một vài vật chất và năng lượng tương đối. Ngươi, nghe có hiểu không? Diệp Huyên chớp mắt, ta, có thể vẫn chưa hiểu lắm. Đột nhiên cô gái váy bố mở lòng bàn tay, trong chớp mắt, sắc mặt Diệp Huyên đã thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện bên trong cơ thể mình có thể gì đó đang tuôn chảy với tốc độ rất nhanh. Diệp Huyên vội lùi về sau, cái này. Cô gái váy trắng nói, sinh chi khí, tử chi khí, hơi thở của sự sống và cái chết.
Nói đơn giản chính là âm dương, âm là chết, dương là sống. Vừa nãy ta đã sử dụng pháp tắc chi lực đảo ngược âm dương của ngươi, cứ tiếp tục như vậy, âm dương của ngươi sẽ bị đảo ngược, bị nghịch chuyển, sau đó ngươi sẽ chết, có hiểu chưa? Nghe vậy, Diệp Huyên vội gật đầu, hiểu, đã hiểu rồi. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn thật sự cảm thấy bản thân mình sắp chết rồi. Từ trước đến giờ hắn chưa từng cách cái chết gần đến vậy. Lúc này hắn mới hiểu tại sao vừa nãy Viên Tiểu Đao lại hoảng sợ như vậy. Cô gái váy bố nhìn Diệp Huyên, đây chính là pháp tắc chi lực, có thể đảo ngược một vài vật chất và năng lượng trong thế gian này, cũng có một vài pháp tắc có thể gia tăng một vài vật chất và năng lượng. Mà ngươi là kiếm tu, nếu có thể thông suốt những pháp tắc này, thông suốt những vật chất và năng lượng này, thì mới có thể làm được đến mức một kiếm phá vạn pháp. Nói rồi nàng ta mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức trở nên hư ảo, không chỉ vậy, hắn còn cảm thấy xung quanh đột nhiên lại có thêm một luồng khí kỳ lạ. Tử khí. Ngay lúc này, luồng tử khí kia lại biến thành sinh khí. Hơi thở của sự sống và cái chết. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyên cảm nhận được loại sức mạnh này rõ ràng đến thế. Vật chất. Năng lượng. Hắn vẫn chưa hiểu thấu hai từ này. Nhưng sau khi được cô gái váy bố giải thích, hắn cũng không còn mù mờ như trước nữa. Chỉ khi đi tìm hiểu về kết cấu và bản chất của vũ trụ này, kết hợp với kiếm đạo của bản thân, thì hắn mới có thể thực sự dùng một chiêu kiếm phá được hàng vạn pháp tắc giống như những gì cô gái váy bố nói. Muốn làm được điều đó, không những cần hiểu rõ kiếm đạo của mình, mà còn phải hiểu rõ pháp tắc của vạn vật. Lúc này, cô gái váy bố lại nói, con đường tu luyện không đơn thuần là tự luyện cho mình, mà hơn hết chính là phải tìm hiểu về thế giới này. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy ta nên làm thế nào? Cô gái váy bố hỏi ngược lại, người cảm thấy nên làm như thế nào? Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này đây, Diệp Huyên bỗng phát hiện một vấn đề. Đó chính là sự khác biệt về sức mạnh giữa bản thân hắn và những người trước mắt, à không, hắn không được xếp vào hàng ngũ mạnh mẽ. Những người trước mắt chẳng những đã tự rèn luyện về bản thân, mà còn hiểu biết rất sâu rộng về vũ trụ. Họ hiểu thấu triệt về vũ trụ nơi này. Cá thể, vũ trụ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên có phần hiểu hơn rồi. Hắn liền nhìn cô gái váy bố, hình như ta hơi hơi hiểu rồi. Cô gái váy bố khẽ gật đầu, dựa vào bản thân để xem xét, hiểu rõ vũ trụ, từ đó khống chế vũ trụ, cuối cùng phá diệt nó. Phá diệt vũ trụ ư? Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, A Liên ở cách đó không xa đột nhiên nói chêm vào. Phá diệt vũ trụ trong lời cô ta vừa nói không phải là hủy diệt, tất nhiên, quả thật trước kia đã từng có một ả điên đã làm như thế. Nói tới đây, nàng ta liền nhìn Diệp Huyên, ngừng một thoáng rồi lại bảo, người có biết Viên Tiểu Đao là cảnh giới gì không? Diệp Huyên đáp, trên cả địa tiên. A Liên cười nói, trên cả địa tiên thì là gì? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. A Liên nói khẽ, phía trên địa tiên chính là mệnh cảnh. Nói đơn giản thì chính là người biết rõ thiên mệnh, những người như thế đều có hiểu biết nhất định đối với vũ trụ, có thể cảm nhận được số mệnh của trời đất và cả con người, cũng có thể coi những người này đã đạt đến một độ cao nhất định rồi. Còn ngươi hiện giờ, không biết trời, không rõ mệnh, tuy có ngoại vật trợ giúp nhưng nếu đối đầu với cường giả mệnh cảnh thì chẳng có lấy nổi một chút phần thắng. Diệp Huyên hỏi, A Liên tiền bối, vậy phía trên mệnh cảnh là gì nữa? A Liên cười đáp, phá mệnh. Dùng tâm để phá mệnh, truy cầu chứng đạo. Diệp Huyên lại hỏi tiếp, vậy trên nữa thì sao? A Liên lắc đầu, trên nữa thì có liên hệ gì với ngươi sao? Diệp Huyên ngượng ngập cười cười, ta chỉ hơi tò mò chút thôi. A Liên đáp, tuy bây giờ ngươi đang ở vị trí cảnh, nhưng cũng phải hiểu rõ vị trí của mình trong vũ trụ này. Nếu như đối đầu với một người bình thường, tất nhiên ngươi sẽ không có bất kỳ áp lực nào cả. Cho dù là Viên Tiểu Đao thì ngươi cũng có mấy phần thắng. Nhưng ngươi cần phải nhớ, bọn họ không phải cường giả cấp cao nhất tại vũ trụ này, bây giờ ngươi yếu hơn cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ này rất rất nhiều. Mà vượt ra ngoài vũ trụ này còn có vũ trụ ngũ duy, cường giả nơi đó chắc chắn sẽ mạnh hơn ở đây. Ngươi hiểu chứ? Diệp Huyên cười khổ, ta biết chứ. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy có phần chát chúa. Ngũ duy, tứ duy đều muốn nhằm vào Diệp Huyên hắn. Rốt cuộc kiếp trước hắn đã tạo ra cái nghiệt gì vậy trời?
A Liên cười nói, cảnh giới hiện giờ của ngươi là vị chi, nhục thân là tạo cực, cảnh giới kiếm đạo là minh cảnh, tổng quan thực lực không hề kém, nhưng ngươi không thể vì vậy là lười biếng, con đường võ đạo này chẳng khác nào đi ngược dòng chảy, nếu không tiến lên chắc chắn sẽ bị đẩy lùi. Hơn nữa, con đường này không có điểm cuối, ngươi không thể vì một chút thành tựu ít ỏi của bản thân mà trở nên tự mãn, hiểu chứ? Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Tự mãn sao? Diệp Huyên sẽ không tự mãn, bởi vì hiện giờ thật sự có rất nhiều người có thể giết chết hắn. Trong tình cảnh như thế, hắn làm gì có tư cách để tự mãn đây? A Liên nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể học tập cô ấy về phương diện này, có gì không hiểu thì cứ hỏi, nhất định phải học tập cho thật tốt, nếu không sau này gặp phải cường giả pháp tắc thì ngươi sẽ chẳng có nổi sức đánh trả đâu. Diệp Huyên nghiêm túc đáp lời, được. Hắn biết rõ đây chính là cơ hội của mình, bởi vì suy cho cùng không phải cường giả nào ở cấp bậc ấy cũng đều bằng lòng chỉ dạy cho hắn, vậy nên hắn tất nhiên sẽ cố gắng trân trọng cơ hội này. A Liên quay người rời khỏi. Diệp Huyên vội vàng nói, A Liên tiền bối phải đi rồi sao? A Liên cười đáp, tạm thời vẫn chưa, đợi ngươi kết thúc rồi mới đi sau. Diệp Huyên khẽ gật đầu, A Liên nhìn về phía cô gái váy bố, dạy dỗ hắn nhé, ác liệt vào. Cô gái váy bố gật đầu, được thôi. Diệp Huyên. A Liên mỉm cười, sau đó quay người rời khỏi đó. Sau khi ra đến bên ngoài, A Liên liền đụng mặt Viên Tiểu Đao, giờ phút này, ả ta đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. A Liên cười nói, Viên cô nương tức giận lắm à? Viên Tiểu Đao gằn giọng, rốt cuộc cô ta là ai? A Liên khẽ đáp, Viên cô nương, cô hiểu rõ về vũ trụ này đến mức nào? Hoặc nên hỏi là, rốt cuộc Tháp-pen điện các cô hiểu rõ vũ trụ này tới đâu? Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm A Liên không đáp. A Liên cười nói, vũ trụ này rất lớn, cường giả vô cùng nhiều, đúng chứ? Viên Tiểu Đao mặt không biểu cảm, cô dọa tôi chắc. A Liên bật cười ha hả, dọa cô làm gì? Viên cô nương à, ta chỉ muốn nói cho cô biết. Các cô luôn nhằm vào Diệp Huyên như thế có ích lợi gì chứ? Hay là các cô cảm thấy nếu như để hắn trưởng thành hơn thì sẽ tạo thành uy hiếp với mình? Nhưng sao các cô không thử nghĩ theo hướng ngược lại mà coi, nếu hai bên kết bằng hữu với nhau thì sao? Nếu như các cô trở thành bằng hữu với cậu ta càng trưởng thành nhanh, càng yêu nghiệt thì cũng đâu phải chuyện xấu gì đối với các cô, đúng chứ? Viên Tiểu Đao trầm mặc. A Liên lại nói, về phần món chí bảo ngũ duy kia, Viên cô nương à, đến giờ mà cô vẫn chưa rõ ràng sao? Nó không phải là thứ mà người bình thường có thể sở hữu. Chắc hẳn cô cũng hiểu, nếu như đoạt lấy thứ không thuộc về mình, thì sẽ phải chết đấy. Viên Tiểu Đao trầm mặc giây lát, sau đó nói, đó là cơ hội của chúng ta. A Liên cười bảo, cô cảm thấy nếu như cô đoạt được tòa tháp đó thì sẽ có thể tới được ngũ duy ư. Viên Tiểu Đao nhìn A Liên, thì sao? A Liên lại bật cười. Ta nói cho cô biết nhé, cho dù các cô có đoạt được tòa tháp đó thì các cô cũng không thể bước vào ngũ duy được đâu. Cô phải hiểu rằng ngũ duy và tứ duy có mối quan hệ như thế nào, đó là quan hệ giữa người yếu và kẻ mạnh, và chúng ta chính là phe yếu thế. Cho dù cô có thông qua được tòa tháp để tiến vào ngũ duy, suy cho cùng cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Dứt lời, nàng ta khẽ lắc đầu, còn chưa hiểu hết về tứ duy mà đã muốn tới ngũ duy. Đến đấy để chịu đòn. Nhận lấy tai vạ sao? Viên Tiểu Đao trầm mặc. A Liên nhìn ả ta, cô là người thông minh, chắc hẳn cũng hiểu những gì ta nói. Tất nhiên, nếu cô còn muốn tranh đoạt tòa tháp, còn muốn nhằm vào cậu ta nữa, vậy thì cứ tự nhiên, dù sao, bất kể kết cục của cậu ta ra sao thì những ai nhằm vào cậu ta đều sẽ chết cả thôi. Viên Tiểu Đao nhìn A Liên, ý cô là cô gái váy trắng kia. A Liên mỉm cười, có thể không đơn giản chỉ có mỗi cô ấy. Nghe vậy, Viên Tiểu Đao khẽ nhắm mắt lại, không chỉ mỗi. A Liên cười ha hả, không nói nhiều với cô nữa. Muốn làm thế nào thì tự cô quyết định đi. Dứt lời, A Liên liền quay gót rời khỏi. Chỉ để lại Viên Tiểu Đao vẫn đứng lặng ở chỗ cũ. Thật ra, trong khoảng thời gian này, nhất là kể từ lúc tiếp xúc với Diệp Huyên, suy nghĩ của ả ta cũng đã dao động phần nào. Suy nghĩ giết chết Diệp Huyên dần bị lung lay rồi. Nếu như có thể giết được, chắc chắn ả ta sẽ không hề do dự. Nhưng vấn đề là Diệp Huyên đâu phải kẻ dễ giết. Trong khoảng thời gian này,
ả ta tận mắt chứng kiến Diệp Huyên mạnh dần lên, tốc độ phát triển của hắn đã không thể nào hình dung bằng bất cứ câu từ nào được nữa. Nhưng điều này không hề quan trọng hơn cả chính là người đứng sau Diệp Huyên, hết kẻ này tới kẻ khác đều chẳng một ai đơn giản. Ả ta đã cảm nhận được đằng sau Diệp Huyên là cả một quần thể khủng bố. Mà nàng ta chẳng hề biết gì về quần thể ấy, hơn hết, ngay cả thần điện cũng hoàn toàn mờ mịt thông tin. Rốt cuộc đó là quần thể thế nào? Liệu thần điện có thể chống lại được không? Có thể chứ. Viên tiểu đao bỗng cảm thấy hoang mang. Còn nữa, dường như cô nàng đồ tím kia còn nói rằng, cho dù thần điện giành được món chí bảo ngũ duy vào tay thì có thể giữ nổi chắc. Hoặc nên nói là, thần điện nương nhờ món chí bảo của ngũ duy kia để tiến vào ngũ duy, liệu có thể đối kháng lại nơi đó không? À ta hiểu rất rõ, nơi đây cường giả chính là người quyết định. Nếu như thần điện quá yếu, cho dù có vào được ngũ duy thì cũng sẽ sống chẳng bằng heo chó. Bởi vì không có thực lực. Vậy cớ sao cứ nhất định phải tới ngũ duy bằng được? Hoặc nên hỏi rằng tại sao lại không dùng thực lực của chính mình để tới ngũ duy, mà phải chọn cách đi đường tắt như thế? Viên tiểu đao bỗng hoang mang mờ mịt. Đúng lúc này, thanh đao dắt bên hông ả ta đột nhiên rung lên. Ước chừng một khắc sau. Trong mắt viên tiểu đao không còn vẻ hoang mang nữa mà chỉ còn lại nét kiên định. Viên tiểu đao lạnh lùng nhìn tinh không phía xa, tại sao viên tiểu đao ta lại phải đi đường tắt chứ? Dứt lời, ả ta đột nhiên rút đao ra chém mạnh xuống. Xoẹt! Tinh không phía xa đột nhiên bị xé rách, không chỉ vậy, nơi đó còn trở nên mờ ảo. Quỳnh! Một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát từ xung quanh viên tiểu đao rồi lan dần ra, giờ phút này. Cả tinh không vô tận ngập tràn đao ý của ả ta, dường như đao ý kia muốn chém nát cả tinh không vô tận, quả thật khiến người ta sợ hãi cùng cực. Phá! Đao đạo đã đạt tới phá cảnh. Ở nơi xa, trước điện U Minh, A Liên thoáng liếc về phương hướng của viên tiểu đao, khẽ nói, đúng là kỳ tài trời sinh. Nàng ta không ngờ những lời mình nói lại có thể giúp cho viên tiểu đao đạt đến đao ý phá cảnh. Tuy minh cảnh và phá cảnh chỉ hơn kém nhau một cấp, nhưng sự khác biệt trong đó lại lên tới một trời một vực. Càng lên cao thì sự chênh lệch giữa mỗi một cảnh giới lại càng lớn. Hiện giờ đao ý của viên tiểu đao đã đạt tới phá cảnh, nếu như ả ta đánh nhau với Diệp Huyên, cho dù Diệp Huyên được ngoại vật hỗ trợ thì cũng sẽ không có bất cứ phần thắng nào. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu A Liên, giết ả chứ. A Liên thoáng trầm mặc, sau đó lên tiếng, tạm thời cứ chờ đã. Đúng lúc này, viên tiểu đao bất thình lình xuất hiện trước mặt A Liên. A Liên mỉm cười, chúc mừng nhé. Viên tiểu đao liếc qua tòa điện U Minh, khẽ nói, ta sẽ không đối địch với hắn ta nữa, cũng sẽ không tiếp tục gây phiền phức cho hắn, thế nhưng ta không dám hứa chắc là thần điện sẽ buông tha cho hắn đâu. A Liên cười bảo, không có gì, nếu như thần điện cử cường giả khác tới thì hắn sẽ tự biết ứng đối. Viên tiểu đao khẽ gật đầu, bất kể thế nào. Ta cũng cần phải cảm ơn những lời cô nói lúc trước. Dứt lời, ả ta liếc mắt về phía tòa cung điện, đang muốn rời khỏi thì. Bỗng nhiên, một luồng kiếm ý cường đại đột nhiên được phát ra từ bên trong điện U Minh. Kiếm ý. Hai loại kiếm ý. A Liên nhìn về phía tòa cung điện, trong mắt lóe lên ánh nhìn kinh ngạc. Kiếm ý. Hai loại kiếm ý với thuộc tính khác nhau hoàn toàn. A Liên nhìn vào bên trong điện U Minh. Lúc này Diệp Huyên vẫn còn đang lĩnh ngộ. Viên tiểu đao trầm mặc. Ả ta biết, Diệp Huyên này sắp thăng cấp rồi. Đúng là người xảo trá. Đời người chính là xảo trá như vậy. Viên tiểu đao lắc đầu, ả ta bây giờ, sau khi buông bỏ suy nghĩ tiếp tục công kích Diệp Huyên, đột nhiên lại cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Bởi vì cho dù Diệp Huyên có yêu nghiệt hơn nữa thì cũng chẳng còn quan hệ gì với ả ta nữa rồi. Buông bỏ. Thời khắc này ả ta mới hiểu, rất nhiều lúc, buông bỏ một việc có lẽ sẽ có một cuộc đời khác. Đời người, nhiều lúc thật sự không thể quá cố chấp. Viên tiểu đao trầm mặc một lúc, sau đó quay người rời đi, nhưng dường như lại nghĩ đến gì đó, ả ta dừng lại, muốn nhìn Diệp Huyên thay đổi thử xem. Trong điện U Minh, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, xung quanh người hắn là hai loại kiếm ý không ngừng vây quanh. Kiếm ý thiện ác. Tại sao lại là thiện ác? Hắn đã từng có rất nhiều cảm ngộ, thế nhưng,
một đạo thiện ác này thật sự rất phức tạp. Nói đơn giản thì thiện ác chính là đối lập đúng sai của thế gian này, đúng và sai, ai có thể nói chính xác. Trong làng mỗi một người đều có một thước đo này sẽ so sánh đúng và sai, thế nhưng, chuyện đúng và sai trên thế gian này lại chẳng phải tuyệt đối. Mà kiếm ý thiện ác của Diệp Huyên, hắn cũng không cách nào thấu hiểu hoàn toàn đúng và sai trên thế gian này. Chuyện hắn có thể làm chính là giữ vững sơ tâm, không làm chuyện trái lương tâm, không làm chuyện hổ thẹn. Còn những chuyện khác, hắn cũng không quan tâm nhiều. Bởi vì Diệp Huyên hắn không phải thánh nhân. Lúc này, cô gái váy bố đi ra ngoài đại điện. Lúc nhìn thấy cô gái váy bố, vẻ mặt Viên Tiểu Đao lập tức đề phòng, ả ta rất e ngại cô gái váy bố này, tuy rằng đối phương không phải bản thể, mà chỉ là một phân thân thôi. Cô gái váy bố liếc nhìn Viên Tiểu Đao, sau đó nàng ta nhìn sang A Liên, tại sao ngươi lại dừng lại ở nơi này? A Liên cười nói, làm một vài chuyện. Cô gái váy bố hỏi, bởi vì hắn. A Liên lắc đầu, không hoàn toàn là vậy, có một vài chuyện cần phải xử lý. Cô gái váy bố gật đầu, cô gái kia bây giờ đang ở nơi nào? A Liên cười hỏi, cô gái váy trắng sao? Cô gái váy bố gật đầu. A Liên nhẹ giọng đáp, vị trí cụ thể thì không biết. Cô gái váy bố im lặng. A Liên nhẹ giọng nói, thật ra, với thực lực của nàng ta, vốn có thể đi đến ngũ duy rồi, nhưng nàng ta lại vì cái tên bên trong kia mà dừng lại ở nơi này, đây không phải là chuyện tốt. Cô gái váy bố gật đầu. Thế giới này đã không chứa nổi cô gái kia rồi. Nhất là tính khí cô gái kia còn vô cùng nóng nảy, tiếp tục ở lại đây thì rất nguy hiểm cho vũ trụ này. Vì nếu như cô gái kia nổi điên lên thì không ai có thể khống chế được. Cô gái váy bố đưa mắt nhìn tinh không mênh mông phía xa, nhẹ giọng nói, vẫn là vùng vũ trụ kia, nhưng đã không còn là vũ trụ mà ta quen thuộc. A Liên cười nói, cũng may, gặp được một người quen như ta, nếu không ngươi đi ra chẳng phải rất buồn chán sao. Cô gái váy bố khẽ gật đầu, ngược lại cũng có chút nhớ đến cậu bé với cô nhóc kia. A Liên cười ha ha, chớ nói, ta cũng khá nhớ nhung bọn họ đấy. Hai tên nhóc này từ khi về quê hương Liêm Xương thì không chỉ nghịch ngợm bình thường nữa rồi. Nghe vậy, vẻ mặt cô gái váy bố cũng có chút tươi cười. Hai tên nhóc kia quả thực rất thú vị. Ngay lúc này, ba cô gái gần như cùng lúc nhìn về phía điện U Minh cách đó không xa, từ bên trong, một người đàn ông đã đi ra. Chính là Diệp Huyên. Quanh người Diệp Huyên có hai loại kiếm ý một đen một trắng liên tục vây quanh. Kiếm ý thiện ác. Cô gái váy bố quan sát Diệp Huyên, khẽ nói, thế nào rồi? Diệp Huyên cười nói, cảm thấy rất tốt. Cô gái váy bố khẽ gật đầu, chúc mừng, kiếm tâm lại càng rõ ràng hơn. Hai mắt Diệp Huyên khẽ nheo lại. Lĩnh ngộ. Lần này, thứ hắn thu hoạch được lớn nhất, không phải là thấu hiểu pháp tắc mà là thấu hiểu kiếm đạo của bản thân mình. Bản chất kiếm đạo. Khi thấu hiểu pháp tắc và bản chất đất trời này, đột nhiên hắn lại nghĩ đến bản chất kiếm đạo. Bản chất của kiếm đạo là gì? Thật ra chính là kiếm. Đơn thuần là kiếm. Mà sở dĩ thế gian này có vô số kiếm đạo là bởi vì con người, mỗi một người đều có thể phó thác sinh mạng cho kiếm, cũng có thể phó thác cho những kiếm đạo khác nhau, có hàng nghìn hàng vạn kiếm đạo, bởi vì người có cả nghìn vạn, mà bản chất của kiếm thật ra chỉ là kiếm. Nó không có nhiều thứ hoa mỹ, sở dĩ nó có là bởi vì con người. Người giao phó cho chúng thứ gì thì chúng chính là thứ đó. Bản chất của kiếm đạo, chính là kiếm. Mà hắn không nên lẩn quẩn về kiếm, thứ hắn nên suy ngẫm là về bản thân, vì bản thân hắn mới là bản chất cuối cùng của kiếm đạo. Người là cốt lõi. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, hắn phát hiện, tâm cảnh và kiếm ý của bản thân đều có sự thay đổi rất lớn, nhất là kiếm ý hiện tại của hắn so với lúc trước, cảm thấy như có thêm sinh mạng vậy. A Liên đánh giá Diệp Huyên, khẽ gật đầu, người bây giờ, nếu không phải đối phó với cao thủ như Viên cô nương thì hẳn sẽ không có gì nguy hiểm cả. Diệp Huyên nhìn Viên Tiểu Đao, cười nói, Viên cô nương, chiến đấu rèn luyện không? Viên cô nương khẽ nhíu mày, cũng đang có ý này. Nói rồi, ả ta nhìn hai người A Liên, không để ý chứ. A Liên cười nói, đương nhiên, nhưng mà vẫn xin hạ thủ lưu tình. Đột nhiên Diệp Huyên lại nói, A Liên tiền bối, ta không yếu đến vậy. A Liên nhìn Viên Tiểu Đao rồi lại nói, vậy ra tay mạnh một chút, đừng đánh chết là được,
Diệp Huyên. Viên tiểu đao nhìn Diệp Huyên, ra tay đi. Diệp Huyên không nói rông dài, lập tức đâm ra một kiếm. Một kiếm này hắn không hề sử dụng huyền khí cùng kiếm kỹ, mà chỉ đơn thuần là kiếm kỹ. Thấy Diệp Huyên xuất kiếm, A Liên ở bên cạnh lắc đầu khẽ cười, nàng ta biết tại sao Diệp Huyên lại dám thách đấu viên tiểu đao rồi. Theo lời hắn nói rèn luyện chính là không vận dụng bất kỳ huyền khí gì, mà chỉ đơn thuần là rèn luyện kỹ năng cơ bản. Sao viên tiểu đao lại không biết ý của Diệp Huyên? À ta cũng không dùng huyền khí, lập tức kẹp ngón tay lại, trực tiếp kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên, mà ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên lại thả lỏng kiếm, hắn trực tiếp lao về phía trước. Thế nhưng, hắn còn chưa chạm đến viên tiểu đao thì phần bụng đã cảm thấy đau đớn, sau đó cả người hắn đã lùi liên tục về sau hơn 10 trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn chợt ngây người. Ở phía xa, viên tiểu đao cầm kiếm trong tay, lạnh giọng nói, so kỹ năng với ta. Ngươi lấy cái gì mà so với ta? Ta đã luyện cả nghìn năm, còn ngươi mới luyện được bao lâu chứ? Nếu không phải cả người ngươi đều là bảo vật thì ngươi cũng chỉ là đệ đệ trong đám đệ đệ thôi, có hiểu không? Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi đừng có kiêu ngạo, chúng ta tiếp tục. Viên tiểu đao thâm ý khẽ ngoác ngón tay thon mảnh, đến đi. Diệp Huyên vươn người nhảy lên, vừa nhảy lên hắn trực tiếp nhảy đến trước mặt viên tiểu đao, mà lúc này, đột nhiên viên tiểu đao lại biến mất, tốc độ vô cùng nhanh, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi hẳn, quay người đánh mạnh một quyền. Một quyền này hắn vừa đánh ra, cả người hắn lập tức lùi mạnh về sau hơn 10 trượng, mà hắn vẫn chưa dừng lại thì viên tiểu đao kia lại xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, Huyền Diệp chỉ cảm thấy hoa mắt, theo bản năng hai tay hắn đỡ lấy. Ngay sau tiếng nổ vang vọng, cả người Diệp Huyên lập tức lùi ra ngoài mười mấy trượng. Viên tiểu đao cũng không tiếp tục ra tay, à ta cứ nhìn Diệp Huyên như vậy tiếp nữa không? Ở phía xa, Diệp Huyên do dự một lát rồi nói tiếp. Viên tiểu đao điểm ngón tay, thanh kiếm trong tay ả ta bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm lấy kiếm, hai mắt khẽ nhắm lại, không hề ra tay. Viên tiểu đao cười nói, lấy tĩnh chế động sao, thử xem. Vừa dứt lời, ả ta đột nhiên biến mất, không dùng huyền khí, cũng không dùng bất kỳ thuật thần thông nào nhưng tốc độ vẫn nhanh không tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Huyên đã xuất kiếm rồi. Một kiếm này vô cùng bình tĩnh, thậm chí có hơi chậm, thế nhưng nó lại đâm vào đầu ngón tay viên tiểu đao rất chính xác. Cả người viên tiểu đao trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyên ép phải dừng lại, không chỉ vậy mà sức lực trên đầu ngón tay ả ta lúc này cũng bị một kiếm của Diệp Huyên đánh tan. Ánh mắt viên tiểu đao chợt kinh ngạc, cũng có bản lĩnh, tiếp tục đi. Vừa nói xong, đột nhiên ngón tay nàng ta khẽ chấn động. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyên rung mạnh, một luồng sức mạnh kinh người đi qua thanh kiếm trong tay hắn chấn động cả người hắn. Diệp Huyên bị chấn động liên tục lùi về sau, viên tiểu đao kia muốn đuổi theo, nhưng lúc này thanh kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên bay ra. Viên tiểu đao dùng ngón tay chặn lại. Trường kiếm lập tức bị cản lại, nhưng lúc này, Diệp Huyên lại xuất hiện trước mặt ả ta như ma quỷ, ngay sau đó, đánh một quyền mạnh mẽ về phía mặt ả ta. Viên tiểu đao không hề tránh né, cũng đánh ra một quyền như vậy. Trong nháy mắt Diệp Huyên đã bị đẩy lùi. Về mặt sức lực, hắn cũng kém viên tiểu đao rất nhiều. Ở phía xa, Diệp Huyên thuận lợi dừng lại, hắn lắc đầu, không đánh lại. Cho dù không sử dụng huyền khí thì hắn cũng không đánh được viên tiểu đao, trình độ của đối phương về phương diện võ đạo cao hơn hắn rất nhiều. Cho dù là tốc độ hay sức mạnh, hoặc là ý chí chiến đấu, hắn đều kém đối phương rất nhiều. Kiểu cao thủ như viên tiểu đao thật sự không hề nói quá chút nào. Viên tiểu đao nhìn Diệp Huyên, người cũng không quá kém cỏi. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, thực lực viên cô nương mạnh mẽ, ta thua tâm phục khẩu phục. Ánh mắt viên tiểu đao ngạc nhiên, lần này thì ả ta không ngờ đến, Diệp Huyên lại nhận thua thoải mái như vậy. Lúc này, A Liên chợt nói. Nền tảng kỹ năng của ngươi đã rất vững chắc rồi, thế nhưng so với viên cô nương vẫn có chút khoảng cách, dù sao, nàng ấy có thể đi đến được bây giờ, chắc chắn không hề nói quá, mà có khoa trương thì cũng không thể đi đến được hiện tại. Sau này nếu như gặp phải cao thủ thần điệp khác, tuyệt đối không được khinh suất, hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Lúc này,
Đột nhiên Viên Tiểu Đao lên tiếng, Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Viên Tiểu Đao, Viên Tiểu Đao cười nói, chúc ngươi và thần tướng tiếp theo gặp nhau vui vẻ, tạm biệt. Nói xong, ả ta quay người rời đi. Diệp Huyên sững người, sau đó nói, Viên cô nương, người không giết ta sao? Ở phía xa, âm thanh Viên Tiểu Đao truyền đến, không giết nữa. Ta đã biết người tiếp theo đến là ai rồi, Diệp Huyên, người tự mình cầu phúc đi, ha ha. Tiếng cười vui sướng khi người gặp họa. Diệp Huyên nhìn A Liên, không hiểu, A Liên tiền bối, nàng ta đây là. A Liên trầm mặc một lúc, sau đó nói, chúng ta cũng phải rời đi rồi. Diệp Huyên thấp giọng nói, bây giờ. A Liên gật đầu, con đường tiếp theo, người phải tự mình đi rồi. Nói rồi nàng ta đang định rời đi, thì ngay lúc ấy, một giọng nói chợt vang lên từ bên cạnh, trùng hợp như vậy. Nghe thấy âm thanh này, A Liên và cô gái váy bố đều sững người. Hai cô gái quay người nhìn về phía xa, nơi đó có một cô gái đang đi đến. Diệp Huyên cũng nhìn về vị trí kia, lúc này, đột nhiên A Liên nói, người đi đi. Diệp Huyên nhìn A Liên, tiền bối. A Liên cười nói, đi đi. Diệp Huyên do dự chốc lát sau đó gật đầu, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn khẽ thi lễ với hai cô gái, sau đó quay người ngự kiếm biến mất nơi chân trời tinh không xa xôi. Lúc này, một cô gái đi đến trước mặt A Liên và cô gái váy trắng. Cô gái cười nói, là hắn. A Liên gật đầu, nàng ta nhìn cô gái trước mặt mới đến, sao ngươi lại ở đây? Cô gái khẽ nhếch miệng, đến đón ngươi. Đón mình. A Liên khẽ cúi đầu. Cô gái khẽ cười nói, đi thôi. A Liên gật đầu, được. Nói xong nàng ta nhìn cô gái váy trắng, phải cáo từ rồi. Cô gái váy bố khẽ gật đầu, sau này gặp lại. A Liên cười nói, chắc chắn có thể gặp. Nói rồi, nàng ta cùng cô gái mới đến kia biến mất nơi chân trời tinh không xa xôi. Cô gái váy bố đứng tại chỗ nhìn tinh không xung quanh, sau đó nàng ta vung tay phải, một luồng sức mạnh thần bí bao phủ vùng tinh không này. Một lúc sau, cơ thể nàng ta dần trở nên hư ảo, không lâu sau nàng ta đã hoàn toàn biến mất. Ở nơi chân trời tinh không phía xa, đột nhiên Diệp Huyên dừng lại, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đó là làm sao quay về. Hắn cũng nhớ rõ lúc đến, ba người bọn họ xuyên qua 10 cái hố đen khổng lồ, mà lúc đó, những gió bão hố đen kia đều do A Liên cùng với Viên Tiểu Đao che chắn, mà bây giờ, hai người bọn họ đều không còn ở đây, bản thân quay về thế nào. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên có chút khó coi. Hắn do dự chốc lát, vẫn quyết định quay về. Thế nhưng khi quay đầu lại phát hiện vùng tinh không kia đã biến mất, một vùng hố đen vô tận đã thay thế. Không thấy nữa. Diệp Huyên có chút ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Hắn đã thử đi vào, nhưng căn bản là không được, sức mạnh to lớn kia khiến hắn chỉ nhìn mà không bước được. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn biết, chắc chắn là A Liên hoặc là cô gái váy bố kia đã phong tỏa nơi này rồi. Bọn họ đã đi thật rồi. Diệp Huyên ở tại chỗ trầm mặc một lúc lâu, sau đó quay người rời đi. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân để quay về thôi. Chốc lát sau, Diệp Huyên đã đến trước vùng hố đen, nhìn hố đen này, vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng nghiêm trọng. Khi hắn đến lúc trước, bản thân đã cảm nhận được sự kinh khủng của hố đen, nhất là gió bão hố đen bên trong hố đen, cho dù là cơ thể địa tiên cũng có thể bị nghiền nát. Diệp Huyên không dám khinh suất. Một lát sau, Diệp Huyên đi vào vùng hố đen kia, hắn nhất định phải xuyên qua khu vực hố đen này. Vừa mới tiến vào hố đen, một luồng sức mạnh kinh người đã bao phủ quanh người hắn, luồng sức mạnh đó bắt đầu điên cuồng kéo xé thân xác hắn, Diệp Huyên vội vàng sử dụng huyền khí, cùng lúc đó, kiếm ý của hắn đột nhiên dâng trào từ trong cơ thể, ngay sau khi kiếm ý bảo vệ thân thể, cả người hắn chợt cảm giác nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn không dám lơ là. Bởi vì hắn vẫn chưa đi vào trung tâm vùng hố đen. Ước chừng nửa canh giờ sau, cuối cùng Diệp Huyên đã đến khu trung tâm của hố đen, khi đến khu vực này, sức lực kéo xé ở xung quanh kia lại càng trở nên kinh khủng. Tay phải Diệp Huyên khẽ chuyển động, kiếm thiên chu chợt bay ra, ngay sau đó, kiếm thiên chu bắt đầu bay vần quanh người hắn, từng luồng kiếm quang trực tiếp bao phủ lấy hắn. Kiếm quang hộ thể, cũng chỉ có kiếm thiên chu mới cứng cáp có được sức mạnh này. Có kiếm thiên chu bảo vệ, bất chợt Diệp Huyên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều,
nhưng hắn vẫn không dám sơ ý. Cứ vậy, ước chừng đi được một canh giờ, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi. Bởi vì trước mặt hắn không xa có một cơn lốc xoáy màu đen đang càn quét. Gió bão hố đen. Nhìn thấy gió bão hố đen này, Diệp Huyên không hề do dự xoay người mà chạy. Thứ đó chắc chắn hắn bây giờ không thể chống lại được. Trừ phi là dùng Trảm Tiên kiếm hồ và Thiên Tộc kiếm, nhưng ra tay trong hố đen này, hắn lại có phần sợ sệt, vì một khi làm không tốt thì có thể sẽ tan xương nát thịt. Mà ngay lúc này, đột nhiên xảy ra điều khác thường, một bóng đen đột nhiên lóe lên trước mặt hắn không xa. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, không hề chần chừ, hắn lập tức cầm kiếm Thiên Chu chém xuống. Bù! Một luồng kiếm quang mạnh mẽ chém xuống. Ầm! Trước mặt Diệp Huyên, một luồng sức mạnh kịch liệt đột nhiên bùng nổ, trong chớp mắt, Diệp Huyên liên tục lùi về sau, mà hướng hắn lùi lại chính là hướng gió bão hố đen kia. Ngay trước mặt hắn, quanh người người áo đen kia bừng lên ngọn lửa, luồng sức mạnh kinh người bùng phát như núi lửa trào dâng về phía hắn. Diệp Huyên không dám lơ là, hắn lập tức dùng Trảm Tiên kiếm hồ, ngay sau đó, kiếm Thiên Chu nhập hồ, trong chớp mắt, từ trong Trảm Tiên kiếm hồ, một luồng kiếm quang chợt bay ra. Vù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.